Bá bá bá, toàn bộ sắc mặt người lần nữa cải biến, nhưng nơi này là Hồng Nhật Thương Hội địa bàn, tòa thành bên ngoài sớm đã có mười mấy tên thiên quân đi ra, không ai dám động thủ. Giang Dật lắc đầu mang theo mọi người, coi thường Hoàng công tử bọn người trực tiếp hướng chính mình lâu đài nhỏ đi đến. Tốt, 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 Hoàng công tử bọn người đưa mắt nhìn Giang Dật các nàng đi vào tòa thành, toàn bộ đều giận đến phát run. Hoàng công tử ánh mắt quét qua, cười lạnh nói, người tới, đem Lệ tiểu thư đưa trở về, chúng ta ngay tại tòa lâu đài này ở. Tiểu tử này luôn không khả năng cả một đời vùi ở tòa thành bên trong a, chỉ cần dám rời đi, chúng ta lập tức giết chết. Hoàng vực, người tìm người điều tra thoáng cái tư liệu của bọn hắn. Hắc hắc, Hoàng công tử bên cạnh thanh niên công tử âm hiểm cười hai tiếng, lại gần thấp giọng nói, Hoàng ca, quay đầu giết chết cái này tạp vái, bên cạnh hắn tiểu nha đầu kia cho ta chơi đùa như thế nào, mặt khác hai cái về ngươi. Thành, Hoàng công tử gật đầu nói, Lực công tử, việc này về sau ta cho ngươi thêm 3 tên hồ nữ, tại tòa thành bên trong hết thảy chi tiêu coi như ta. Lực công tử nghe xong vui vẻ, ha ha cười nói, đi một chút, chúng ta ca môn đi vào trước vui a, cùng Hoàng công tử đùa liền là sảng khoái. Hoàng công tử cùng Lực công tử dẫn một đám người lần nữa đi vào tòa thành, có 5 người lại không đi theo vào, 2 người hộ tống tên kia xinh đẹp tiểu thư rời đi, còn lại 3 người lặng yên rời đi, tại phụ cận ẩn núp đi ngày đêm giám thị Giang Dật đám người hành tung. Lão đại, tình huống như thế nào? Giang Dật tiến tòa thành tựu thả ra thần niệm vu thuật dò xét tình huống bên ngoài, chiến lược bên trên hắn xem thường đối phương, chiến thuật bên trên cũng rất nặng xem, kiến tộc còn có thể cắn chết voi đâu, chớ nói chi là đối phương có hơn 40 tên thiên quân, còn có 8 tên trung giai thiên quân. Giang Dật trên mặt đều là lãnh ý, hờ hững nói, Hoàng công tử bọn hắn vào thành lâu đài bên trong đi, có 3 người đang giám thị chúng ta. Dương Đông đằng đằng sát khí nói ra, đối phương bao nhiêu người? Giang Dật khoát tay áo nói, đối phương trung giai thiên quân tương đối nhiều, các ngươi chớ để ý, ta trước tu luyện một phen, chờ thiên cơ thuyền đến rồi nói sau. Vạn Quán người đi dò tra cái này Hoàng công tử cùng bên người thanh niên công tử, giống như có thể nói đi cùng Hồng Nhật Thương Hội quản sự kéo quan hệ. Được rồi, Tiền Vạn Quán am hiểu nhất làm chuyện như vậy, hắn vẫy tay một cái mang theo Dương Đông cùng Ngưu Vượng đi ra, Giang Dật thì mang theo Giang Tiểu Nô, Phượng Loan, Thanh Ngư vào phòng, lưu lại một mảnh ánh mắt hâm mộ. Vào phòng sau Giang Dật mở ra cấm chế, cùng 3 người cười nói, đừng lo lắng, mấy cái này trung giai thiên quân cũng không mạnh, nếu không cũng sẽ không biến thành Hoàn Khố công tử người hầu. Nơi này cách khai bờ biển chỉ là hơn 20 dặm khoảng cách, trong nháy mắt liền chờ đến, lên thuyền tựu an toàn, ta trước luyện hóa một cái bảo vật, các ngươi cho ta hộ pháp. Tốt, Phượng Loan nhẹ gật đầu, 3 người vây quanh Giang Dật bên cạnh ngồi. Còn có 3 ngày thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Giang Dật chuẩn bị đem vượt qua thiên đỉnh luyện hóa một phen. Coi như không thể triệt để luyện hóa, trước luyện hóa một phần cũng là tốt. Ông, hắn lấy ra cái kia tiểu phương đỉnh, hồi tưởng lại lúc ấy vượt qua thiên đỉnh nện xuống thời khắc, loại kia nghiền ép hết thảy khí thế, tâm hắn còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Tiểu đỉnh này vẫn là không trọn vẹn, thiếu một góc, uy lực giống như này chi đại, nếu là hoàn chỉnh cái kia uy lực không phải còn muốn tăng lên mấy lần. Luyện hóa, hắn ngồi xếp bằng nhập định, vận chuyển nguyên lực đem vượt qua thiên đỉnh bao phủ. Nhưng mà, chỉ là một canh giờ vượt qua thiên đỉnh bên trong tựu sáng lên một đạo hào quang màu xanh đen, thân đỉnh thượng thần bí phù văn lấp lánh, một cỗ khí tức cường đại theo thân đỉnh bên trong truyền đến, để Giang Tiểu Nô cùng Thanh Ngư đều cảm giác được ngạt thở. Giang Dật cũng đột nhiên mở to mắt, đầy mắt nghi ngờ thì thào, mới một canh giờ, ta lại đem cái này ngụy thần khí cho luyện hóa, mà lại cái này vượt qua thiên đỉnh cùng Hỏa Vân Khải làm sao không giống, tại sao ta cảm giác vượt qua thiên đỉnh có linh hồn? Có linh hồn, Phượng Loan nghe được Giang Dật thì thào, thân thể mềm mại chấn động, hoảng sợ nói, công tử, hẳn là cái này ngụy thần khí đã thông linh trời ạ. Thông linh chí bảo, uy lực ít nhất phải tăng lên mấy lần a. Chương 733, khí linh. Giang Dật kỳ thật không biết, cái này vượt qua thiên đỉnh quỷ ảnh năm đó đạt được lúc, cũng tùy ý luyện hóa thoáng cái tựu thông linh. Nếu không cái này ngụy thần khí thiếu một cái cước, uy lực cũng sẽ không như thế lớn, Giang Dật luyện hóa một hồi triệt để thông linh, đó cũng không phải nói Giang Dật vận khí tốt. Chỉ có thể nói cái này vượt qua thiên đỉnh rất là kỳ lạ. Ngụy thần khí đều có khí linh, những này khí linh hoặc là cường đại yêu thú hồn phách, hoặc là trong thiên địa mỹ linh, bị người dùng quảng đại thần thông phong ấn tại bảo vật bên trong. Ngụy thần khí sở dĩ chân quý, có uy lực lớn như vậy, có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì khí linh. Khí linh là bảo vật hồn phách, có thể làm cho khí linh nhận chủ, bảo vật này uy lực hội tăng lớn rất nhiều. Giang Dật cũng không hiểu những này, hắn nghe được Phượng Loan kinh hô về sau, liên thanh dò hỏi, cái gì gọi là thông linh chí bảo? Phượng Loan kỳ thật cũng không phải là rất tin tưởng, chỉ là đại khái nghe nói qua một chút truyền thuyết, nói thông linh chí bảo uy lực như thế nào kia là thiên địa bên trong nhất cường đại bảo vật loại hình. Giang Dật thưởng thức một phen vượt qua thiên đình, thình lình đứng dậy ra ngoài phái người đem Tiền Vạn Quán tìm trở về, lại để cho hắn ra ngoài tìm hiểu thông linh trí bảo tin tức, không đem tình báo này thăm dò rõ ràng, trong lòng của hắn luôn luôn không thoải mái. Một canh giờ sau, Tiền Vạn Quán trở về, đi vào Giang Dật gian phòng báo cáo, lão đại, Hoàng gia đích thật là Bạch Hổ Thành một đại gia tộc, tại Bạch Hổ Thành cắm rễ có ngàn năm. Một cái khác là Lực gia công tử, tại Bạch Hổ Thành 10 gia tộc lớn nhất xếp hạng thứ 8, cũng coi là đại gia tộc. Còn có tên kia tiểu thư, cũng là Bạch Hổ Thành một cái gia tộc tiểu thư. Ta hỏi thăm rõ ràng, Hoàng công tử hai người ở gia tộc mặc dù là trực hệ tử đệ, nhưng khẳng định không có toàn lực điều động thiên quân cường giả tối đỉnh. Tiền Vạn Quán dừng một chút, tiếp tục nói ra, mặt khác, thông linh trí bảo tư liệu dò thăm, sở hữu ngụy thần khí đều có khí linh nhận chủ về sau liền là thông linh trí bảo, uy lực hội gia tăng mấy lần, lão đại ngươi vượt qua thiên đỉnh hẳn là dưới cơ duyên xảo hợp thông linh trí bảo một khi sử dụng đều sẽ có phù văn vần quanh. Nguyên lai là dạng này, Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao cái này vượt qua thiên đỉnh thiếu một cái cước, uy lực còn lớn như thế, hắn âm thầm tiếc nuối nếu là cái này vượt qua thiên đỉnh là hoàn chỉnh, uy lực thật là lớn bao nhiêu a. Đúng rồi, Tà gia người mạnh nhất kia viên đỉnh khẳng định cũng là thông linh, phía trên cũng có phù văn lấp lánh, uy lực kinh thiên a. Giang Dật hồi tưởng lại tại huyết giả hung trong nước Tà gia trí cường giả ném ra cái kia viên đỉnh, hắn mặc dù thật sớm độn thiên mà đi, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy viên đỉnh bên trên vô số phù văn lấp lánh, khí tức dọa người. Ông, hắn đột nhiên vỗ đùi, trên thân Hỏa Vân Khải hiển hiện, hắn nguyên lực quán chú, Hỏa Vân Khải tản mát ra vạn trượng hồng quang, phía trên nhưng không có nửa điểm phù văn lấp lánh. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Tiền Vạn Quán nói, Vạn Quán, của ta Hỏa Vân Khải khẳng định không có thông linh, ngươi nhưng đánh tra rõ ràng, như thế nào mới có thể để ngụy thần khí thông linh. Tìm hiểu, Tiền Vạn Quán buông tay, bất đắc dĩ nói, chuyện này ai cũng phải bó tay, chỉ có dựa vào chính ngươi, ngụy thần khí thông linh có rất đơn giản, có lại phi thường khó khăn. Liền xem như gần với thần tồn tại, cũng không có khả năng tùy ý để ngụy thần khí thông linh, cái này cần thời gian dài dằng dặc cùng một cơ hội. À, vậy nhưng tiếc. Giang Dật khe khẽ thở dài, Hỏa Vân Khải nếu là thông linh lời nói, lực phòng ngự hội cường đại mấy lần, đoán chừng phối hợp lôi hỏa thần thuẫn, coi như bình thường thượng giai thiên quân cũng đừng nghĩ giết chết hắn. Tốt, mặc kệ, tiếp tục mật thiết chú ý Hoàng công tử bọn người, 3 ngày sau xuất phát hồi trở lại Thiên Lôi Thành. Cảm khái một trận, Giang Dật phất tay để Tiền Vạn Quán bọn người ra ngoài, hắn thì xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu cẩn thận cảm ứng vượt qua thiên đỉnh. Hắn giờ phút này hoàn toàn luyện hóa vượt qua thiên đỉnh, cùng bên trong một cái khí linh có tinh thần liên hệ, cũng cảm giác cái đỉnh này giống như là thân thể của mình, tùy ý thúc đẩy. Khí linh cũng không phải thật sự là linh hồn, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được cái này vượt qua thiên đỉnh bên trong một tia rung động, cảm giác giống như là vật sống, cái này khí linh cũng không thể giao lưu, chỉ có thể một tuyến cùng nó ra lệnh. Nghiên cứu một trận, hắn đem vượt qua thiên đỉnh thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn, lại bắt đầu nghiên cứu Hỏa Vân Khải, cái này chiến khải nếu là có thể thông linh, lực phòng ngự của hắn sẽ đạt tới nghịch thiên tình trạng. Hắn đem tâm thần hoàn toàn yên lặng tại Hỏa Vân Khải bên trong, còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tập trung cao độ cảm ứng cái này chiến khải. Ý đồ cùng Hỏa Vân Khải khí linh bắt được liên lạc, cũng để nó hoàn toàn thần phục với chính mình, triệt để luyện hóa Hỏa Vân Khải. Có khí linh, cảm ứng một trận, Giang Dật đột nhiên linh hồn chấn động, trong mơ hồ hắn tại Hỏa Vân Khải bên trong cảm ứng được một tia ba động, nhưng chờ hắn muốn đi cẩn thận tìm kiếm lúc, kia tia chấn động lại biến mất vô tung vô ảnh. Giang Dật tiếp tục ổn định lại tâm thần, chăm chú cảm nhận, đáng tiếc dòng dã cảm ứng một ngày vẫn là không thu hoạch được gì, hắn bất đắc dĩ mở to mắt, thì thào tại sao sẽ như vậy chứ? Phượng Loan ba người đối với phương diện này hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có biện pháp giúp Giang Dật, chỉ có thể ngồi vây chung một chỗ nhỏ giọng nói chuyện. Giang Dật đứng dậy trong phòng chuyển vài vòng, lần nữa ngồi xếp bằng xuống dưới tiếp tục cảm ứng. 3 ngày, hắn dòng dã trong phòng chờ đợi 3 ngày, trong lúc đó mấy lần cảm ứng được Hỏa Vân Khải bên trong khí linh, nhưng mỗi lần đều là lóe lên một cái rồi biến mất, cũng tìm không được nữa nửa điểm tung tích. Bên ngoài Tiền Vạn Quán đã vào đây truyền báo, sau nửa canh giờ thiên cơ thuyền liền muốn tới, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại. Xem ra cái này ngụy thần khí thông linh muốn nhìn vận khí a, ai, trở về sau có thời gian đang từ từ suy nghĩ đi. Hắn mở to mắt, đứng dậy chào hỏi Phượng Loan Giang Tiểu Nô ba người ra ngoài, thấy mặt ngoài Dương Đông bọn người chờ xuất phát. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiền Vạn Quán hỏi, Hoàng công tử bọn hắn tình huống như thế nào? Tiền Vạn Quán trong mắt đều là ngưng trọng, khe khẽ thở dài nói, tình huống không quá lạc quan, hai vị công tử một mực tại tòa thành bên trong ở, bên ngoài ngày đêm đều có người giám thị, ngay tại vừa rồi bên ngoài người giám thị đạt đến 10 cái, đi bên ngoài trên gành bãi thiên cơ thuyền trên đường ít nhất có 5 người, trong đó còn có một tên trung giai thiên quân. Dương Đông trong mắt sát khí lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, một đường giết đi qua, Giang gia ngươi mang mọi người đi trước, ta mang mấy người bọc hậu, lên thiên cơ thuyền tựu an toàn. Không cần, Giang Dật cười khoát tay áo, nói các ngươi đều vào đế cung bên trong đi thôi, yên tâm đi, đám này thiên quân hẳn là không gây thương tổn được ta. Đây là mệnh lệnh, Dương Đông bọn người vừa muốn nói gì, nhưng nghe đến câu nói sau cùng không ai lên tiếng, Giang Dật trong tay đế cung lóe lên, đem tất cả mọi người thu nhập đế cung bên trong, Giang Tiểu Nô cũng nghĩ nói cái gì, Giang Dật sắc mặt trầm xuống, nàng nói tựu nuốt tại trong miệng. Thời gian còn sớm, Giang Dật không có lập tức đi ra ngoài, mà là ngồi xếp bằng phóng thích thần niệm, dò xét tòa thành bên ngoài tình huống. Đương nhiên, hắn cũng không dám tùy ý đi dò xét còn lại tòa thành, vậy sẽ làm tức giận Hồng Nhật Thương Hội cường giả. Quả nhiên, bên ngoài người đến người đi, vô số người hướng ra ngoài bãi tụ tập, chờ đợi thiên cơ thuyền, lại có hơn 10 người tại phụ cận ẩn núp, ánh mắt một mực khóa chặt hắn chỗ tòa thành. Thời gian từ từ trôi qua, Giang Dật thần niệm phát tán ra, tại mấy chục bên ngoài vạn dặm dò xét đến một chiếc to lớn thiên cơ thuyền vạch phá bầu trời mà đến, đoán chừng còn có gần nửa canh giờ liền có thể đến bên ngoài bãi. Hắn vẫn là không có đứng dậy, khoan thai xếp bằng ở tòa thành bên trong, các loại chờ thiên cơ thuyền sắp đến bên ngoài bãi lúc mới đứng lên, đi ra bên ngoài. Hưu, hắn thân thể đằng không mà lên, hướng cùng bên ngoài bãi phương hướng ngược nhau nhanh chóng bay đi, thần thức bốn phía liếc nhìn. Không ra ngoài ý liệu của hắn, kia giám thị hắn hơn 10 người toàn bộ đi theo đằng không mà lên, phía dưới một tòa thành lâu đài bên trong Hoàng công tử cùng Lực công tử mang theo hơn 30 người điên cuồng lướt đến. Hừ hừ, Giang Dật sau lưng một kiện màu đen áo choàng hiển hiện, nguyên lực quán chú áo choàng hắc quang lấp lánh, phồng lên không ngớt, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên, thân thể vạch phá bầu trời mà đi, đồng thời hắn thần thức khóa chặt xa xa Hoàng công tử truyền âm nói, tôn tử, dám đuổi theo, ra ra để ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 734, giết thống khoái, bắt sống hắn, cho ta bắt sống hắn, ta muốn để cái này tạp thoái nhận hết 1,000 loại cực hình mà chết. Hoàng công tử nghe được Giang Dật truyền âm, nổi giận giống to, dừng một chút, vừa giận giận đùng đùng hét lớn, ai có thể bắt sống hắn, ta thưởng 100 triệu thiên thạch. Oa oa, Hoàng công tử mở ra treo giải trên trời, toàn bộ tùy tùng ăn xuân dược hưng phấn, nhất là Lực công tử hơn 20 tên tùy tùng càng là hai con ngươi bày ra đến dọa người. Lúc đầu bọn hắn công tử hạ lệnh hỗ trợ giết người, có chút tâm không cam tình không nguyện, giờ phút này toàn bộ bốc đồng 10 phần, tốc độ tăng lên tới cực điểm, hướng Giang Dật điên cuồng lao đi. 100 triệu thiên thạch, ta Giang Dật đầu còn có thể giá trị ít tiền a. Giang Dật cười hắc hắc không còn nói nhảm, toàn lực chạy trốn, nơi này khoảng cách tòa thành còn rất gần, tại cái này khai chiến rất dễ dàng kinh động tòa thành bên trong cường giả, như kinh động đến thượng giai thiên quân hoặc là thiên quân đỉnh phong, vậy hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đường bay đến, người phía sau không ngừng rút ngắn khoảng cách, bất quá đem hắn trốn được tương đối nhanh, sở dĩ trong thời gian ngắn mọi người muốn rút ngắn khoảng cách là không thể nào. Một nén nhang về sau, hắn đã cách tòa thành bên kia khoảng chừng mấy trăm dặm, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa vài tòa cự đại sơn phong, bên ngoài thân Hỏa Vân Khải hiển hiện, nguyên lực vận chuyển trong nháy mắt tản mát ra vạn trượng hồng quang. Phía sau mấy chục người cách hắn đã không đến 30 dặm, nhiều như vậy cường giả hắn không thể mạo hiểm, vạn nhất có người có đặc thù đạo văn công kích đâu. Ngụy thần khí, Hỏa Vân Khải vừa ra, người phía sau đều điên rồi, loại hình phòng ngự ngụy thần khí đây chính là giá trên trời, đem Giang Dật bắt lại, Hoàng công tử ban thưởng khẳng định cũng sẽ vô cùng phong phú. Hoàng công tử cùng Lực công tử liếc nhau, cái trước trực tiếp bạo hống, không cần bắt sống, trực tiếp giết chết. Bắt sống mọi người có thể sẽ lưu thủ, sẽ không toàn lực phóng thích công kích, chậm thì sinh biến, vạn nhất phụ cận có chí cường giả đi ngang qua đâu, sở dĩ Hoàng công tử dự định trước tiên đem Giang Dật giết chết, đem Hỏa Vân Khải nắm bắt tới tay. Suy suy, hô hô, khoảng cách 30 dặm, hai tên trung giai thiên quân xuất thủ, hai người lại đều cảm ngộ không gian đạo văn, hai người đột nhiên hướng phía trước đánh ra một trường, phía trước không gian lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên, không gian như kinh đào hải lãng mặt biển dập dờn không ngớt, không gian ba động thoáng cái quét sạch Giang Dật, để tốc độ của hắn suy giảm. 30 dặm khoảng cách xa một chút, Giang Dật tốc độ mặc dù bỗng nhiên dần dần, nhưng vẫn là không có phóng thích lôi hỏa, hắn một bên cực lực khống chế thân thể, hướng phía trước bay đi, một bên quay đầu nhìn qua đằng sau phá không mà đến võ giả, đôi mắt lạnh lùng như tuyết, trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách. 30 dặm, 20 dặm, 15 dặm, rầm rầm rầm, suy suy, phanh phanh phanh, 8 tên trung giai thiên quân trước tiên công kích, một người trong đó lại thả ra công kích linh hồn, để không gian vang lên một trận chói tai không bạo âm thanh, mà thanh âm này truyền đến Giang Dật trong đầu lại hóa thành một tia kỳ dị năng lượng, điên cuồng tràn vào linh hồn của hắn trong đầu. Hừ, dạng này công kích linh hồn cũng dám đến bêu xấu. Giang Dật cười lạnh một tiếng, linh hồn trong thức hải 36 thanh hồn kiếm bay múa, nhẹ nhõm đem tràn vào năng lượng tiêu diệt. Hắn nhìn qua còn lại 5 đến lưu quang, cũng không có vội vã phóng thích lôi hỏa, mà là các loại chờ những cái kia lưu quang cách mình 5 dặm, để người phía sau lần nữa kéo gần lại một chút khoảng cách, hỏa linh châu mới phát sáng lên. Lôi hỏa vừa ra, trong nháy mắt phong vân biến sắc. Màu xanh ra trời lôi hỏa bên trong đều có hồ quang điện lấp lánh, nhìn rất là khiếp người, những cái kia lôi hỏa liên tục không ngừng theo hỏa linh châu bên trong bay ra, tại Giang Dật hai tay múa phía dưới dùng tốc độ khủng khiếp du tẩu, tiếp lấy lôi hỏa cấp tốc co rút lại, cuối cùng biến thành một cái màu xanh ra trời vòng bảo hộ đem Giang Dật bao phủ đi vào. Công tử, mau lui lại, lôi hỏa xuất hiện trong nháy mắt, 8 tên thiên quân toàn bộ đình chỉ phi hành, ánh mắt nhìn lại tự ra công tử giống to, kia kinh khủng nhiệt độ cao đã bao trùm tới. Mặc dù rời đi còn có hơn 10 dặm, cũng không tính quá nguy hiểm, nhưng cái này mấy tên trung giai thiên quân vẫn là không dám mạo hiểm. Rầm rầm rầm, 7 đạo lưu quang đánh vào Giang Dật lôi hỏa thần thuẫn phía trên, gây nên phụ cận không gian từng mảnh chấn động, đằng sau rất nhiều đê giai thiên quân ánh mắt khóa chặt Giang Dật, đôi mắt lại đồng thời co rụt lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Cái gì? 8 tên thiên quân nhìn thấy sau lưng võ giả trên mặt chấn kinh, nhao nhao quay đầu quét qua toàn bộ quá sợ hãi. Bởi vì Giang Dật thân thể như cuồng long từ đằng xa bay vụt mà đến, hắn bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ không có nửa điểm sự tình, chỉ là nhan sắc trở thành nhạt một chút. Công tử mau bỏ đi, toàn bộ các ngươi thối lui, du tẩu công kích. 8 tên thiên quân có mấy người nghiêm nghị hét lớn, vừa rồi bọn hắn công kích mặc dù đều không có đem hết toàn lực, nhưng cũng dùng 7-8 phần, Giang Dật vậy mà không có việc gì, điều này nói rõ những này hạ giai thiên quân công kích càng là hoàn toàn vô hiệu, bọn hắn lưu tại kề bên này chỉ có thể chịu chết. Hừ. Quả nhiên là một đám tạp ngư trung giai thiên quân, lực công kích này cũng quá yếu đi a. Giang Dật cười lạnh một tiếng, trong tay một cái tiểu phương đỉnh xuất hiện nguyên lực quán chú, tiểu đỉnh lập tức hóa thành một đạo hắc quang bay ra ngoài, tiểu đỉnh một bên bay nhanh một bên biến lớn, chỉ là trong nháy mắt tự biến thành đường kính 100 trượng đại, phía trên phù văn lấp lánh, trong đỉnh có khí lưu màu đen chảy xuôi mà xuống vần quanh thân đỉnh, cả tòa cự đỉnh như một tòa cự đại sơn phong, tản mát ra cổ pháp tự nhiên đại khí khí tức. Rầm rầm rầm. Vượt qua thiên đỉnh trong nháy mắt bay đến mọi người phía trên, trực tiếp nghiền ép mà xuống, tại nó rơi xuống thời điểm, bốn phía không gian tựa như bình tĩnh mặt biển nhấc lên kinh đào hải lãng, khí thế kinh khủng uy áp truyền khắp phương viên 100 dặm, tự liền bên ngoài mấy 100 dặm tòa thành phụ cận, đều có yếu ớt không gian ba động. Lại là ngụy thần khí, vẫn là thông linh trí bảo. Hoàng công tử bọn người lần này con mắt không tái phát sáng lên, mà là toàn bộ đều là vẻ hoảng sợ, cái này vượt qua thiên đỉnh khí tức quá kinh khủng. Hoàng công tử cùng Lực công tử thế nhưng là hạ giai thiên quân, hai người là vạn vạn ngăn không được cái này vượt qua thiên đỉnh nghiền ép. Đứng vững, nếu không công tử chết một lần, chúng ta đều phải chết. Một tên trung giai thiên quân nổi giận giống to, lần này vốn cho rằng là một cái quả hồng mềm, lại không nghĩ rằng trên thân bảo vật nhiều như thế, Hoàng công tử làm Hoàng gia đệ nhất công tử đều không có một kiện ngụy thần khí, tiểu tử này lại có 2 kiện. Chẳng lẽ tiểu tử này là siêu cấp gia tộc công tử? Rất nhiều người trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ như vậy. Nội tâm càng là lo lắng bất an. Không phải siêu cấp gia tộc công tử tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật, làm sao lại tại Hoàng công tử tự giới thiệu còn dám đắc tội hắn, không chỉ có không trốn, còn bắt đầu phản sát. Bất kể như thế nào, tất cả mọi người vẫn là quyết định trước tề lực đứng vững vượt qua thiên đỉnh trấn áp, nếu không không nói 8 tên trung giai thiên quân, Hoàng công tử bọn người tuyệt đối phải bị tươi sống nghiền ép mà chết. Suy suy, ầm ầm, vô số lưu quang sáng lên, toàn bộ hướng vượt qua thiên đỉnh đánh tới. Hơn 40 người toàn lực công kích che giả măng mọc hướng bầu trời bên trên màu đen sơn phong đập tới. Vượt qua thiên đỉnh bay thấp xuống tới tốc độ suy giảm, 2 tên trung giai thiên quân lại đánh ra 2 đạo lưu quang về sau, một tay phân biệt nắm lấy Hoàng công tử cùng Lực công tử hướng ra phía ngoài chạy trốn mà đi. Hừ, nhưng mà, chờ bọn hắn mang theo 2 vị công tử vừa mới chạy ra vượt qua thiên đỉnh trấn áp phạm vi, tiền phương của bọn hắn truyền đến một đạo u u tiếng cười lạnh, rất nhanh một đạo thân ảnh màu xanh lam theo trong hư không hiển hiện. Tựa như trong địa ngục đi ra ác ma, cái kia màu lam thần thuẫn bên trong truyền đến kinh khủng sóng nhiệt thoáng cái quét sạch 4 người. Không, không, ngươi không thể giết chúng ta, gia tộc bọn ta đều biết chuyện nơi đây, ngươi dám giết chúng ta Hoàng gia Lực gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng công tử phát hiện chính mình thần thuẫn nhanh chóng bị hòa tan, lập tức hoảng sợ kêu to lên, Lực công tử cũng toàn thân không ngừng run rẩy, phát ra một tiếng tuyệt vọng gào lên đau xót. Chết, Giang Dật trên thân sát khí như hồng, trong mắt lạnh lẽo như băng. Hắn cũng mặc kệ cái gì Hoàng nhà hòa thuận Lực gia, như là đã đắc tội hai nhà, vậy trước tiên giết thống khoái lại nói. Chương 735, chiến hắn, áp hắn, giết hắn. A, 2 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Giang Dật cùng 4 người khoảng cách chỉ có mấy 100 trượng khoảng cách, 2 tên công tử chỉ có hạ giai thiên quân thực lực, làm sao có thể chống đỡ được lôi hỏa nhiệt độ cao, 2 người thần thuẫn vừa vỡ, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, chỉ để lại hai cái cổ thần nguyên giới nổi bồng bềnh giữa không trung. Công tử, hai tên cao giai thiên quân bạo hống, trợn mắt muốn nứt, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Hôm nay tại cái này đều là hai vị công tử tùy tùng, dựa theo hai nhà tộc pháp, hai tên công tử chết một lần, tất cả mọi người muốn xử tử. Công tử, bên kia vượt qua thiên đỉnh phía dưới mười mấy tên võ giả cũng phát ra từng tiếng kinh thiên bạo giống, toàn bộ mắt người đều đỏ, điên cuồng hướng bên này lướt đến, nghĩ liều chết cũng muốn chém giết Giang Dật, không giết Giang Dật bọn hắn đều phải chết. Rầm rầm rầm, chỉ là, bọn hắn đều quên mặt trên còn có một tòa kinh khủng vượt qua thiên đỉnh, đây chính là thông linh ngụy thần khí, mặc dù là không trọn vẹn, uy lực cũng là kinh người. Mọi người chú ý bên này không còn phóng thích công kích ngăn cản vượt qua thiên đỉnh rơi xuống, kia to lớn như núi non vượt qua thiên đỉnh thoáng cái ầm vang đập xuống, đem một nửa người đều mạnh mẽ nện vào đất đá bên trong. Mặt đất kịch liệt chấn động, bốn phía bụi mù hướng khắp nơi chấn động mà đi, rất nhanh lại cuồn cuộn mà lên, che đậy nửa ngày bầu trời. Có hơn 10 người trốn thoát, nhưng này ta hạ giai thiên quân lại quên đi một điểm, bọn hắn thần thuẫn căn bản chịu không được Giang Dật lôi hỏa nhiệt độ cao, mấy người thần thuẫn thoáng cái phá toái, toàn thân giấy lên hừng hực cự hỏa, ở giữa không trung gào thét, lăn lộn, làm người ta dùng mình tiếng kêu thảm thiết truyền khắp nơi, vang vọng phương viên trăm dặm. Suy suy, Giang Dật tốc độ như kinh hồng hướng mọi người tới gần, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, lôi hỏa lần nữa tuôn ra đột nhiên bổ ra, để khắp nơi đều bị lôi hỏa bao phủ, kinh khủng nhiệt độ cao đem ban đầu hai tên thiên quân thần thuẫn thiêu đốt phá toái, hai người lại biến thành hỏa nhân. Trốn, còn lại 6 tên trung giai thiên quân rốt cuộc tỉnh ngộ lại, bọn hắn mặc dù là trung giai thiên quân nhưng chiến lực cũng không tính rất mạnh, nếu không cũng sẽ không bị phái tới xem như tùy tùng. Bọn hắn đều minh bạch một cái đạo lý, bọn hắn không phải Giang Dật đối thủ, còn không trốn, bọn hắn cũng sẽ chết. Hai tên công tử chết rồi, bọn hắn về đến gia tộc cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng thần tứ bộ lạc rất lớn, bọn hắn có thể ẩn núp đi khác đừng địa phương, có thể đi làm sơn phỉ, chỉ cần không bị hai nhà truy xét đến, đồng dạng có thể hảo hảo sống sót, mà lưu tại cái này lại chỉ có thể chết. Giết, còn có một số hạ giai thiên quân lại đần độn tiếp tục hướng phía trước phóng đi, phóng thích các loại công kích, đáng tiếc bọn hắn công kích nện ở Giang Dật trên thân nhẹ nhõm bị trượt ra, Giang Dật lôi hỏa thần thuẫn đều không có nửa điểm lắc lư. Hưu, 6 tên trung giai thiên quân hóa thành lục đạo thần hồng hướng nơi xa bay đi, những cái kia hạ giai thiên quân triệt để tỉnh ngộ lại, chỉ là bọn hắn muốn chạy trốn đã muộn. Giang Dật phía sau phong ảnh áo choàng phồng lên, tốc độ nhanh như hồng quang, thoáng cái kéo gần lại khoảng cách, mọi người thần thuẫn không ngừng vỡ tan, hóa thành từng cái hỏa nhân trên không trung lăn lộn đau nhức gào giống. Hừ, nhìn qua hướng nơi xa chạy trốn 6 tên trung giai thiên quân, Giang Dật lạnh lùng hừ một cái, như đây không phải tại tòa thành phụ cận, nếu không phải thiên cơ thuyền nhanh mở ra, hắn khẳng định hội truy sát đến cùng. Đám người này bị hắn lôi hỏa sóng nhiệt bao phủ, tốc độ chậm không ít, hắn nếu là muốn truy có thể nhẹ nhõm chém giết 3 người trở lên. Hưu, hắn thân thể tại phụ cận dạo qua một vòng, đem hơn 10 mai không gian giới chỉ thu hồi, đồng thời tâm niệm vừa động phía dưới vượt qua thiên đỉnh bay vụt mà lên, dần dần thu nhỏ, cuối cùng bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn. Hắn lại bay xuống đi đem phía dưới bị đè chết người cổ thần nguyên giới thu hồi, thân thể cũng không bắn vào không trung, trực tiếp theo lòng đất bỏ chạy, hướng ra ngoài bãi phương hướng phóng đi. Hiu hiu hiu, hắn vừa đi nửa nén hương thời gian, tòa thành phương hướng tự có vài chục đạo bóng đen bay vụt mà đến, bọn hắn là bị bên này chiến đấu đưa tới không gian ba động kinh động. Trong nhóm người này có hai người khí thế rất cường đại, đúng là thượng giai thiên quân, hai người ánh mắt liếc nhìn một vòng, thần thức dò xét một trận, xác định phụ cận không ai về sau, thân thể hướng tòa thành bắn ngược mà quay về. Giang Dật lần này quyết định rất chính xác, nhanh chóng khai chiến giết người xong tựu đi, như nếu là hắn còn đuổi theo giết 6 người kia, khẳng định sẽ bị đám này cường giả phát hiện, đến lúc đó nếu có người ngấp nghé bảo vật của hắn tựu chết không có chỗ chôn. Thời gian một nén nhang về sau, bên ngoài bãi phụ cận mặt đất đột nhiên nổ tung, một bóng người bay vụt mà lên, trực tiếp hướng trên biển lơ lửng thiên cơ thuyền bay đi. Trên thuyền mấy trăm tên hộ vệ lập tức binh khí ra khỏi vỏ khóa chặt Giang Dật, một tên trung giai thiên quân quát khẽ, người đến người nào, lập tức dừng lại, nếu không giết chết bất luận tội. Hưu, Giang Dật trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, một khối thẻ màu vàng xuất hiện, hắn tiện tay hất lên, kia quản sự tiếp nhận vội vàng vung tay lên, tất cả mọi người hộ vệ đều thu hồi binh khí, quản sự trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chắp tay nói, nguyên lai là khách quý, đại nhân, thất lễ. Giang Dật bay người lên trên thiên cơ thuyền, kia quản sự tiến lên đón, khách khí nói ra, đại nhân mời tới bên này, khách quý đều có chuyên môn buồng nhỏ trên tàu, toàn bộ hành trình miễn phí. Giang Dật nhẹ gật đầu, ám đạo cái này 100 triệu 5.000 vạn thiên thạch ngược lại là tiêu đến không lỗ, chờ quản sự đem hắn đưa đến một cái so với lần trước lớn gấp đôi buồng nhỏ trên tàu về sau, hắn nhíu mày hỏi, lúc nào lái thuyền, ta muốn đi Bạch Miêu Đảo. Quản sự cung kính trả lời, nhanh, nhiều nhất nửa canh giờ, Bạch Miêu Đảo 2 ngày liền có thể đến. Tốt, ngươi đi xuống đi, có việc hội bảo ngươi. Giang Dật phất phất tay, chờ quản sự sau khi rời khỏi đây lập tức mở ra trong khoang thuyền cấm chế, đế cung lóe lên đem tất cả mọi người phóng ra. Lão đại, Tiền Vạn Quán vừa ra tới tựu kêu một tiếng, nhìn thấy tiến vào thiên cơ thuyền, lập tức đại hỉ nói ra, lão đại liền là lợi hại, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, nhiều người như vậy chặn đường cũng có thể nhẹ nhõm xông tới a. Giang Dật cười nhạt một tiếng không có giải thích, Dương Đông lại nhớ tới cái gì cau mày nói, Giang gia, đám người kia có thể hay không một đường theo dõi chúng ta đi Bạch Miêu Đảo, đến lúc đó có thể hay không nửa đường chặn giết a. Ha ha, Giang Dật lắc đầu khẽ cười nói, không có việc gì, bọn hắn phần lớn người đã bị ta giết, chỉ đào tẩu 6 người, chờ 2 nhà nhận được tin tức đuổi theo, chúng ta đã sớm trở về Thiên Lôi Thành. TT, mọi người còn tưởng rằng Giang Dật là xông vào một đường xông tới, lại không nghĩ rằng hắn lần nữa đại khai sát giới, giết đến đối phương chỉ còn lại 6 người. Dương Đông bọn người con ngươi lấp lánh, nhìn qua Giang Dật ánh mắt cùng một tôn sát thần không có hai loại. Tiền Vạn Quán lại là lo lắng nói ra, lão đại, người dạng này phải chăng sát tâm quá nặng đi, dạng này tội chỗ cửu gia hội càng ngày càng nhiều, chúng ta về sau tại Thần Tứ Bộ Lạc không dễ lăn lộn a. Sai, Giang Dật nghiêm mặt nói ra, Vạn Quán, ngươi còn dừng lại tại Thiên Tinh Đại Lục tiền ra xử lý chuyện tư duy bên trên, các ngươi làm ăn giảng cứu hòa khí sinh tài, nhưng cái này Thần Tứ Bộ Lạc lại là khác biệt. Ngươi để người khác một phần, bọn hắn hội khinh ngươi 3 phần, ở chỗ này không có đạo lý tình ý có thể nói, như người khác khinh ngươi, mắng ngươi, nhục ngươi, ngươi chỉ có chiến hắn, áp hắn, giết hắn. Ở chỗ này chỉ có giết ra uy danh hiển hách, mới có thể không ai dám trêu chọc ngươi, ngươi về sau ở bên ngoài làm ăn cũng nhất định muốn thờ phụng cái này chân lý, chỉ có nắm đấm quá cứng, ngươi mới có thể tài nguyên cuồn cuộn, hòa khí sinh tài. Ở chỗ này không làm được. Chương 736, đi Thiên Lôi Thành muốn người đi. Hiu hiu hiu, Giang Dật bọn người đi ngày thứ 3, Bạch Hổ đảo lớn nhất Hắc thị Hồng Nhật Thương Hội cứ điểm bên ngoài, bay tới 4-500 cường giả, đám người này toàn bộ đều là thiên quân cường giả, trong đó 2 tên dẫn đội khí thức như thiên thượng diệu nhật, cực kỳ kinh người, thật xa liền đem tòa thành bên trong đóng giữ hộ vệ giật mình. Vù vù, thành nội hộ vệ từng mảnh bay ra ngoài, tòa thành quản sự một trong thượng giai thiên quân Hồng Ma dẫn người bay lên giữa không trung, ánh mắt quét qua trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chắp tay nói, nguyên lai là Hoàng gia cùng Lực gia bằng hữu, 2 vị đại nhân mang theo nhiều người như vậy đến đỏ lâu đài có gì chỉ giáo. Hừ, một tên ông lão tóc xám lạnh lùng hừ một cái nói, Hồng Ma, nhà chúng ta đại công tử còn có Lực công tử tại các ngươi địa bàn bị giết, các ngươi thế mà nhắm mắt làm ngơ không cho thuyết pháp này, các ngươi cái này đỏ lâu đài cũng không cần mở ra. Ha ha ha, Hồng Ma cười dài 2 tiếng, nói các hạ là Hoàng Dực a, đã sớm nghe nói các ngươi Hoàng gia bá đạo, hôm nay xem như kiến thức. Cái gì gọi là địa bàn của chúng ta Hoàng Mộc nếu là tại đỏ lâu đài bên trong bị giết, chúng ta Hồng Nhật Thương Hội không thể đổ cho người khác, nhưng khai chiến địa điểm cách nơi này có mấy trăm dặm a, chẳng lẽ lại Hoàng Mộc tại Bạch Hổ ngoài thành bị giết, cũng muốn quay đến chúng ta thương hội trên đầu, đến các ngươi 2 nhà như muốn tìm chúng ta thương hội phiền phức, cứ việc nói thẳng, Hồng Nhật Thương Hội lúc nào sợ qua sự tình. Ngươi, Hoàng Dực sau lưng một người liền muốn chửi ầm lên, những người còn lại cũng đằng đằng sát khí, nếu không phải Hồng Nhật Thương Hội uy danh hiển hách, sợ là đã sớm động thủ giết người. Hoàng Dực khoát tay, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, hắn quát khẽ nói, chúng ta cũng không phải tới tìm phiền toái, chúng ta trước khi đến 2 nhà gia chủ cũng đã nói, bọn hắn cùng các ngươi thương hội hội trưởng cũng coi như quen biết đã lâu, chỉ cần các ngươi phối hợp chúng ta truy nã hung thủ, việc này như vậy bỏ qua, chúng ta vẫn là bằng hữu. Hồng Ma ôm quyền chắp tay nói, thật có lỗi, việc này cũng không phải là tại đỏ lâu đài bên trong phát sinh, chúng ta cũng sẽ không tiết ra ngoài khách nhân bất luận cái gì tư liệu, đây là thương hội quy củ, sở dĩ xin các ngươi tự hành điều tra. Hồng Ma thái độ rất kiên cường, đương nhiên đây cũng là tòa thành bên trong có rất nhiều khách nhân nguyên nhân, Hồng Nhật Thương Hội không có khả năng đập bài tử của mình, nếu là tùy ý đổi trác khách nhân tình báo tư liệu, về sau ai dám cùng Hồng Nhật Thương Hội làm ăn, ai dám tại cái này vào ở. Hưu, Hoàng Dực vừa định nói cái gì, tòa thành bên trong một tên hạ giai thiên quân bắn ra, thật xa tự ôm quyền nói, cánh đại nhân, dò thăm tình báo. Hoàng Dực như có thâm ý hướng xa xa Hồng Ma nhìn thoáng qua, nhà bọn hắn người nhanh như vậy tự dò thăm tình báo, hiển nhiên là Hồng Ma âm thầm hỗ trợ, hắn cũng không điểm xuyên, trầm giọng hướng người tới hỏi, hung thủ là ai, giờ khắc này ở cái nào. Thám tử không nói gì mà là truyền âm tới, hung thủ là Thương Lang, người xưng Giang gia, là Thiên Lôi Thành người, 2 ngày trước đã cưỡi thiên cơ thuyền rời đi, giờ phút này cũng nhanh đến Thiên Lôi Thành, hắn là Thiên Lôi Thành dịch nô thủ lĩnh. Dịch Nô hừ, Hoàng Dực cười lạnh một tiếng vung tay lên nói, đi, đi Thiên Lôi Thành muốn người đi. Hưu, mấy trăm người vạch phá bầu trời hướng phía tây bắc hướng phi đi, Hoàng Dực vừa rồi bá đạo như vậy cũng không phải là muốn tìm Hồng Nhật Thương Hội phiền phức, chỉ là muốn biểu thị hai nhà phẫn nộ, còn có đạt được hung thủ tư liệu. Hai nhà mặc dù là Bạch Hổ Thành đại gia tộc, nhưng cùng Hồng Nhật Thương Hội loại này Bạch Long Quần Đảo trên có uy danh hiển hách thương hội so sánh vẫn là có khoảng cách, giờ phút này dò thăm tình báo, tự nhiên không còn lưu lại. Một đám người cũng không cưỡi thiên cơ thuyền, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Lôi Đảo bay đi, mấy trăm thiên quân tăng thêm hai tên thượng giai thiên quân, vẫn là Hoàng gia cùng Lực gia người, tại Bạch Long Quần Đảo trên thật đúng là không có sơn phỉ đoàn dám chặn giết. Hưu, cùng lúc đó, Thiên Lôi Đảo phía đông không trung truyền đến một mảnh tiếng xé gió, Giang Dật mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp bay trở về Thiên Lôi Đảo. Giang gia, Thiên Lôi ở trên đảo có tuần tra hộ vệ, thật xa nhìn thấy Giang Dật đều chắp tay hành lễ. Giang Dật nụ cười chân thành nhất nhất gật đầu đáp lễ, nhìn qua dẫn đội Lục Phong thống lĩnh, cười dài nói, Phong thống lĩnh, mấy ngày không gặp như cách ba thua a, ban đêm cùng nhau tụ tập. Giang gia thịnh tình, Lục Phong dám can đảm không nể mặt mũi. Lục Phong thống lĩnh cười một tiếng dài, nhìn thấy Tiền Vạn Quán trở về, Dương Đông bọn người lại chỉ còn lại hơn 60 người nội tâm có chút run lên, xem ra Giang Dật cùng Hắc Phong quân đoàn khai chiến a, nếu không cũng sẽ không thiếu nhiều người như vậy. Khai chiến tình huống dưới hắn còn có thể sống được trở về mà lại đem Tiền Vạn Quán cho mang về. Hai người hàn huyên vài câu, Giang Dật dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp bay trở về Thiên Lôi Thành, thành nội thoáng cái vỡ tổ. Rất nhiều người đều mơ hồ đạt được một chút tiếng gió, nói Giang Dật muốn cùng một cái siêu cấp cường đại sơn phỉ quân đoàn khai chiến, đều cho là hắn không về được, không nghĩ tới không chỉ có bình an trở về, còn đem Tiền Vạn Quán mang theo trở về. Mà tại đi theo thiên quân đem cùng Hắc Phong quân đoàn khai chiến, cùng tại đỏ lâu đài bên ngoài cùng Bạch Hổ Thành đại khai sát giới sự tình nói chuyện, toàn bộ Thiên Lôi Thành sôi trào. Giang Dật là Thiên Lôi Thành Dịch Nô chi chủ, hắn ở bên ngoài uy phong bá khí, cũng thay bọn hắn tăng thể diện. Đương nhiên, cũng có một số người rất là thất vọng, Giang Dật càng mạnh, bọn hắn ra mặt tỷ lệ lại càng ít. Giang Dật về thành về sau, để mọi người đi về nghỉ, chính mình trực tiếp lên phủ thành chủ lầu 2, gặp Lục Bình thành chủ. Đại nhân, gần nhất vừa vặn rất tốt. Giang Dật một mặt như mộc xuân phong, trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, lấy ra một chiếc nhẫn nhẹ nhàng đặt lên bàn đẩy đi qua, cười nói, đi ra một chuyến, không cho thành chủ mua cái gì, tùy ý mang theo một điểm nhỏ đồ chơi. Lục Bình cũng không khách khí, một tay tiếp nhận thần thức hướng bên trong quét qua, gặp bên trong có 100 triệu thiên thạch, một gương mặt mo lập tức cười nở hoa, liên tục gật đầu nói, Giang gia quá khách khí, xem ra lần này Giang gia ra ngoài đại hoạch toàn thắng, thu hoạch kia phong phú a. Giang Dật đắng chát cười một tiếng, nói, Hắc Phong quân đoàn muốn đem chúng ta đều lưu lại, bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể khai chiến, chết mấy chục người, cũng may Dương Đông bọn hắn không chịu thua kém đem Hắc Phong quân đoàn tiêu diệt. Đằng sau trên đường về, Bạch Hổ Thành Hoàng gia cùng Lực gia hai vị công tử lại nghĩ chặn giết chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể xuất thủ diệt bọn hắn, ta đoán chừng lần này cần cho đại nhân thêm phiền toái. Lục Bình tay khẽ run lên, ánh mắt như điện hướng Giang Dật quét tới, con người chỗ sâu đều là kinh dị. Hắc Phong quân đoàn tư liệu nàng thu thập rất kỹ càng, Dương Đông đám người chiến lực nàng vô cùng rõ ràng, Giang Dật có thể đem Hắc Phong quân đoàn tiêu diệt, chẳng lẽ hắn thực lực đại trướng, thế nhưng là thấy thế nào đều cùng trước kia giống nhau như đúc a. Hoàng gia Lực gia, Lục Bình dừng lại, khoát tay áo nói, hai nhà này ngược lại là tại Bạch Hổ Thành có chút uy danh, cùng Bạch Hổ Thành thành chủ Lục Sơn quan hệ không tệ. Bất quá Thiên Lôi Thành không phải Bạch Hổ Thành, còn chưa tới phiên ngoại nhân đến dương oai, Giang gia trở về nghỉ ngơi thêm. Quay đầu để Tiền ra cùng Tiểu Phong hảo hảo họp gặp. Tạ đại nhân, Giang Dật khom người hành lễ lui ra, có Lục Bình câu nói này, Hoàng gia cùng Lực gia uy hiếp gần như có thể coi thường. Liền là xem buôn bán lôi thạch làm ăn lớn làm thế nào đi xuống, như làm ăn này không làm được, không thể liên tục không ngừng cho Lục Bình mang đến lợi ích, lần sau nếu có sự tình nghĩ mời nàng hỗ trợ, khẳng định vung cũng sẽ không vung một chút. Tại cái này tội ở trên đảo không có bất kỳ cái gì tình nghĩa có thể giảng. Chỉ có cộng đồng lợi ích mới có thể hình thành bền chắc không thể phá được liên minh. Chương 737, nàng tại che chở Giang Dật. Màn đêm buông xuống, Giang Dật tại Bách Hoa Lâu mở tiệc chiêu đãi thành nội tất cả thiên quân võ giả, đồng thời hắn lại tại bên cạnh một cái nhã tĩnh trong tiểu lâu cùng Tiền Vạn Quán đơn độc mở tiệc chiêu đãi thập đại thống lĩnh. Qua 3 lần rượu, tân khách ai đi đường nấy, Giang gia Tiền Vạn Quán cùng Lục Phong lại đơn độc tại một cái trong phòng tối mật đàm, buôn bán lôi thạch làm ăn lớn muốn tiếp tục làm tiếp. Muốn làm thế nào vậy cần kín đáo an bài cùng bố trí. Đông Hoàng Đại Lục thương nhân không dám tới Thiên Lôi Thành, sợ bị Lục gia đội chấp pháp giết chết. Bên này nhất định phải phái người ra ngoài, trên đường lại cũng không an toàn, lần này có thể ra cái Hắc Phong quân đoàn, lần sau cũng có thể là ra Hắc Ám Hắc Hỏa Quân Đoàn, Dương Đông bọn người chiến lực cũng không mạnh, lúc nào cũng có thể bị chặn giết, luôn không khả năng nhiều lần đều là Giang Dật dẫn đội a. Phong thống lĩnh, ngươi xem dạng này có thể thực hiện không? Giang Dật linh cơ khẽ động, mở miệng nói, để thiên cơ thuyền ngày nữa lôi đảo, Vạn Quán bọn hắn mỗi lần đều cưỡi thiên cơ thuyền đi, sau đó đi đỏ lâu đài bên trong giao dịch, ta là Hồng Nhật Thương Hội khách quý, ta nghĩ hẳn là có thể cùng thương hội nhân nói khép. Cái này, Phong thống lĩnh con người lấp lóe, lắc đầu nói ra, dạng này xác thực an toàn rất nhiều, liền sợ Hồng Nhật Thương Hội không chịu đảm đương cái này nguy hiểm a, cố ý cải biến hành trình, đơn độc ngày nữa lôi đảo dạng này vạn nhất phía trên cha xuống tới, Hồng Nhật Thương Hội cũng sẽ nhận liên lụy. Giang Dật khoát tay nói, bọn hắn có thể có nguy hiểm gì, chúng ta cưỡi thiên cơ thuyền là chuyện rất bình thường, tại đỏ lâu đài bên trong vào ở cũng là bình thường. Chúng ta giao dịch xong toàn bộ cùng thương hội hoàn toàn không có quan hệ, cùng lắm thì chúng ta ra thiên thạch, để bọn hắn hộ vệ đi Bạch Miêu ở trên đảo thuyền, mặt khác bên ngoài bãi khoảng cách đỏ lâu đài cũng có đoạn lộ trình, cũng cần hộ vệ. Lục Phong trầm ngâm một lát, gật đầu nói, chỉ cần cho đầy đủ thiên thạch, thương hội nhất định có thể triệu tập một nhóm hộ vệ toàn bộ hành trình hộ tống, giống như Hồng Nhật Thương Hội chịu tiếp cái này đan, chúng ta tự cùng bên kia liên lạc một chút, ngay tại đỏ lâu đài bên trong giao dịch. Đỏ lâu đài nội nhân người tới đi, cũng không dễ dàng gây nên chú ý. Được, Giang Dật nhẹ gật đầu, hướng Tiền Vạn Quán nhìn thoáng qua, cái sau biểu thị không có vấn đề, liên lạc Hồng Nhật Thương Hội nhân ngày nữa lôi đảo, đây là việc nhỏ. Thương nghị hoàn tất, Giang Dật trở về bản thân tiểu viện, Tiền Vạn Quán bắt đầu an bài bố trí, Thiên Lôi Thành tại Tiền Vạn Quán cùng Phượng Loan khống chế hạ rất nhanh khôi phục trật tự, đều đâu vào đấy tiếp tục theo ban đầu hình thức kinh doanh xuống dưới. Giang Dật không có đi Lôi Sơn, ngay tại trong tiểu viện ngồi xếp bằng tu luyện tìm hiểu đạo văn. 3 ngày sau, Thiên Lôi đảo vùng đông nam truyền đến một tràng tiếng xé gió, vô số cường giả khí tức theo bên kia truyền đến, đem toàn thành cường giả đều kinh động. Hoàng gia cùng Lực gia người đến thật nhanh, Giang Dật thần thức quét qua, khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý, hắn đứng dậy đem Phượng Loan bọn người thu vào đế cung, cẩn thận là hơn, ai cũng không biết Lục Bình có thể hay không chịu nổi áp lực, lần này tới nhưng có 2 tên thượng giai thiên quân. Thiên Lôi ở trên đảo đều có tuần tra hộ vệ, bất quá Thiên Lôi đảo bất luận kẻ nào đều có thể vào đây, chỉ cần không trong thành động thủ là được. Hoàng Dực dẫn người trùng trùng điệp điệp bay vào, tuần tra hộ vệ cũng không có ngăn cản. Vào thành cần nộp lên thiên thạch, một người 1 vạn. Bất quá tại Nam Thành Môn, Hoàng Dực bọn người bị cửa thành một tên thống lĩnh dẫn người cản lại. Hoàng Dực lông mày nhíu lại, cười nhạt một cái nói, vị này thống lĩnh, tại hạ Hoàng Dực, Bạch Hổ Thành Hoàng gia trưởng lão, là đến hội kiến Lục Bình đại nhân, cái này vào thành cũng không cần giao thiên thạch đi. Thống lĩnh tên Lục Phổ, là thành nội uy tín lâu năm thống lĩnh, trung giai thiên quân, đối mặt Hoàng Dực cái này thượng giai thiên quân, trên mặt hắn không có nửa điểm tâm tình chập chờn, âm thanh lạnh lùng nói, quy củ liền là quy củ, không tuân quy củ tự cút ra ngoài cho ta. Ngươi, mà lấy Hoàng Dực lòng giả cũng thiếu chút bạo tẩu, cái này nho nhỏ trung giai thiên quân thống lĩnh như thế hung hăng bá đạo tại Bạch Hổ Thành, đừng nói thống lĩnh, coi như Lục gia đại nhân vật đối với hắn cũng là khách khách khí khí, hắn khi nào nhận qua dạng này điều khí. Hoàng Dực mang theo người, còn có Lực gia cường giả sắc mặt cũng biến đổi, bất quá không ai dám biểu lộ nửa điểm sát khí, bởi vì cái này thống lĩnh là Lục gia, tại Bạch Long quần đảo trên dám khiêu khích người của Lục gia, đây tuyệt đối là muốn chết. Hoàng Dực con ngươi lóe lên, lần nữa cười làm lành nói ra, lão phu nhớ rõ Thiên Lôi Thành là thành nhỏ a, vào thành chỉ cần muốn 1000 thiên thạch một người, lúc nào biến thành 1 vạn thống lĩnh đại nhân, cái này giống như không hợp Lục gia quy củ a. Lục Phổ liếc mắt nhìn Hoàng Dực một chút, cười lạnh nói, cái này xác thực không phải Lục gia quy củ, đây là Thiên Lôi Thành quy củ. Không phục có thể tìm Lục gia hình đường khiếu nại, thật xin lỗi. Quy củ lại thay đổi, vào một người muốn 10 vạn thiên thạch. Các ngươi nếu không muốn đi vào có thể xéo đi, lại lải nhải, trễ chút một người 100 vạn thiên thạch. Bá bá bá, mấy trăm người sát khí trên người cũng không nén được nữa, cuồn cuộn mà ra, cái này thống lĩnh nói rõ tại làm khó dễ bọn hắn, lại liên tưởng đến Giang Dật là thổ địa của nơi này, tự không khó đoán ra tiền căn hậu quả. Hoàng Dực cùng Lực gia mang đội trưởng lão Lực Hạt liếc nhau, hai người đều cười lạnh, hai người đồng thời đằng không mà lên, khí thế toàn thịnh. Hoàng Dực cao giọng quát to, Bạch Hổ Thành Hoàng gia trưởng lão Hoàng Dực, Lực gia trưởng lão Lực Hạt cầu kiến Lục Bình đại nhân. Hiu hiu hiu, hai nhà vài trăm người cũng đằng không mà lên, toàn bộ phóng thích khí thế, để cả tòa Thiên Lôi Thành không khí đều đình chỉ lưu động. Vô số trong thành kim cương cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao theo trong sân bắn ra, tại đường đi hội tụ, hoảng sợ nhìn qua giữa không trung mấy trăm thiên quân. Ngớ ngẩn, Giang Dật trong sân không có ra, chỉ là nhàn nhã ngồi ở trong sân, nhìn qua giữa không trung mấy trăm người, hai nhà thật đúng là tại Bạch Hổ Thành rầm rĩ trương bạt hổ đã quen, lại dám đến Thiên Lôi Thành dương oai. Chuyện gì? Một đạo lạnh lùng già nua giọng nữ theo trong phủ thành chủ truyền đến, Lục Bình cũng không hề lộ diện, có thể mở miệng nói chuyện xem như cho hai nhà mặt mũi. Tham kiến Lục Bình đại nhân, Hoàng Dực bọn người toàn bộ cung cung kính kính hành lễ. Lục Bình mặc dù chỉ là nho nhỏ Thiên Lôi Thành thành chủ, nhưng có thể tại Bạch Long Quần Đảo bất luận cái gì một tòa thành chỉ đảm nhiệm thành chủ, cũng không thể khinh thường. Hoàng Dực khom người sau khi hành lễ, thần thức hướng thành nội lướt tới, khóa chặt Lục Bình truyền âm nói, đại nhân, mấy ngày trước nhà ta đại công tử cùng Lực gia tam công tử toàn bộ tại Đỏ Lâu Đài bên ngoài bị giết, ta gia tộc trưởng cùng Lực gia tộc trưởng giận dữ, lệnh chúng ta đến đây truy nã hung thủ. Theo chúng ta điều tra hung thủ ngay tại Thiên Lôi Thành bên trong, tên là Thương Lang. Ta gia tộc trưởng cố ý đưa tin tới, để chúng ta tìm Lục Bình đại nhân hỗ trợ, hắn nói sau đó nhất định đến nhà bái phỏng, trùng điệp tạ ơn. Nha, Lục Bình thản nhiên ngồi tại trong phủ thành chủ, nàng hờ hững truyền âm nói, trở về nói cho các người biết tộc trưởng, cũng không phải là Lục Bình không nể mặt bọn họ. Bất luận Thương Lang có phải hay không hung thủ, hắn giờ khắc này ở Thiên Lôi Thành bên trong thành ta liền muốn hộ vệ an toàn của hắn, ra khỏi thành các người muốn như thế nào ta đều quản không được, thành nội không thể động võ. Đây là Lục gia tộc pháp, Lục Bình làm sao có thể cố tình vi phạm. Ây, Hoàng Dực trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào phản bác, nội tâm của hắn ngược lại là phi thường tinh tường, Lục gia tộc pháp hoàn toàn chính xác không thể xúc phạm, nhưng có quang minh địa phương tự có hắc ám, bất kỳ cái gì địa phương đều có dơ bẩn cùng dưới mặt đất giao dịch. Tỷ như Bạch Hổ thành nội mặc dù không thể động thủ, nhưng Hoàng gia muốn giết chết một người quá đơn giản. Lục Bình cái này rõ ràng là qua loa, không cho Hoàng gia Lực ra mặt mũi, nói một cách khác. Nàng tại che chở Giang Dật, nghĩ tới đây Hoàng Dực nội tâm âm thầm khó chịu, vừa rồi cái kia thống lĩnh dám như thế cho bọn hắn sắc mặt xem ra cũng cùng cái này Lục Bình thái độ có rất lớn quan hệ a. Hoàng Dực suy nghĩ một trận, càng nghĩ càng nổi nóng, Hoàng gia cùng Lực gia tại Bạch Long Quần Đảo cũng coi là uy danh hiển hách, hai gia tộc trưởng cùng Lục gia mấy vị trưởng lão đều quan hệ không tệ, cái này Lục Bình một cái thành nhỏ thành chủ dám như thế không nể mặt mũi. Lập tức hắn thần thức phúc tán đi qua, truyền âm nói, đại nhân, lần này chúng ta đến đây tứ phương thế lực đều nhìn ở trong mắt, như mang không được người trở về, hai nhà chúng ta trên mặt cũng tối tăm a. Khẩn cầu cho cái thuận tiện, đại nhân không cần động thủ, chúng ta vào thành bắt người tựu đi như thế nào sau đó chúng ta tộc trưởng nhất định đến nhà bái tạ, Bạch Hổ thành thành chủ Lục Sơn, Bạch Long thành Lục Hiệp, Lục Sông trưởng lão cùng chúng ta tộc trưởng quan hệ cũng không tệ, đến lúc đó cũng sẽ tán thưởng đại nhân cao thượng. Chương 738, tại chỗ giết chết, trong phủ thành chủ Lục Bình con người thoáng cái lạnh xuống. Trong mắt hàn quang lấp lánh, cũng không truyền âm, trực tiếp quát lạnh nói, dùng Lục Sơn Lục Hiệp Lục Sông tới dọa ta các ngươi hai nhà thật lớn uy phong a, Thương Lang ngay tại một thất số 7, các ngươi có loại cứ việc đi vào bắt người. Ha ha ha, một thất số 7 trong sân đột nhiên vang lên cười dài một tiếng, một thân ảnh bay vụt mà lên, Giang Dật đứng ngạo nghễ ở giữa không trung ánh mắt liếc nhìn Hoàng Dực bọn người, nói, không cần tìm, Thương Lang ở đây, các ngươi hai nhà nếu có bản sự, có thể trực tiếp vào đây bắt người. Các ngươi hai nhà hoàn toàn chính xác uy phong a, nhà các ngươi công tử tùy ý có thể giết người, người khác giết các ngươi gia công tử lại không được, chẳng lẽ lại các ngươi là thần tứ bộ lạc chúa tể không thành. A, toàn thành một mảnh xôn xao, vô số người âm thầm khâm phục Giang Dật dũng khí, như thế trường hợp lại dám ra mặt tranh phong tương đối, bất quá ngẫm lại, đều bị người tìm tới cửa, Giang Dật nếu là không ra mặt về sau còn thế nào ngẩng đầu làm người. Dương Đông bọn người ngược lại là âm thầm giơ ngón tay cái lên. Giang Dật chiêu này mượn đao giết người dùng đến là như hỏa ngây thơ a, mấy câu đem đối phương triệt để chọc giận, một khi bọn hắn làm loạn, Lục Bình liền có thể dựa theo Lục gia tộc quy đem mọi người chém giết. Hoàng gia cùng Lực gia người xác thực nổi giận, đôi một con ngươi như dao quét tới, Hoàng Dực tức giận vô cùng mà cười, khóa chặt Giang Dật nói, tốt, tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên có gan, giết ta gia công tử cùng Lực gia công tử không nói, còn dám trước mặt mọi người kêu gào hôm nay không giết ngươi, hai nhà chúng ta cũng không cần tại thần tứ bộ lạc lăn lộn. Lục Bình đại nhân, lần này coi như chúng ta đắc tội, quay đầu chúng ta tự hành đi Lục gia hình đường lĩnh tội, giết. Hoàng Dực bị triệt để chọc giận, hôm nay bị liên tiếp đánh mặt, như cứ như vậy xám xịt trở về, hai nhà mặt mũi đi chỗ nào đặt. Sở dĩ hắn chuẩn bị đánh cược một lần, cược Lục Bình không dám động thủ, còn như về sau Lục gia tìm phiền toái, chính như hắn nói, bọn hắn có thể đi Lục gia hình đường lĩnh tội, hai gia tộc trưởng cùng Lục gia mấy vị trưởng lão quan hệ không tệ, đến lúc đó khơi thông thoáng cái. Làm phiền nhất dịch nửa năm. Lao dịch là chuyện nhỏ, hai nhà mặt mũi là đại sự, Hoàng công tử Lực công tử thù cũng không thể không báo, nếu không hai nhà tuyệt đối sẽ bị Bạch Long Quần Đảo lớn nhỏ gia tộc xem nhẹ, về sau cũng không cần tại Bạch Hổ thành lăn lộn. Đắc tội, Lục đại nhân, Lực Hạt cũng chắp tay quát khẽ một tiếng, hai người khí thế toàn thịnh hóa thành hai cái kim xí đại bằng điều hướng thành nội bay đi, thành trì trên không có vòng bảo hộ, nhưng hai người tiện tay xé ra tựu nhẹ nhõm đem vòng bảo hộ xé rách, thân thể nổ bắn ra mà vào. Hiu hiu hiu, hai người vừa động thủ, sau lưng mấy trăm người đương nhiên sẽ không khách khí, toàn bộ hóa thành cuồng long xông vào trong thành trì, hướng Giang Dật chỗ khu Tây Thành bay tới. Vù vù, thành nội vô số thiên quân phi thân mà lên, Dương Đông bọn người vọt lên, vây quanh ở Giang Dật bên người, trên thân thần thuẫn mở ra binh khí ra khỏi vỏ, chỉ cần đám người kia dám dựa đi tới, Giang Dật một tiếng hiệu lệnh bọn hắn tuyệt đối sẽ động thủ. Lục Bình tại thời khắc này thế mà trầm mặc, thành nội thống lĩnh một cái đều không nhúc nhích, trong phủ thành chủ cường giả cũng không có nửa điểm biểu thị, cái này khiến Hoàng Dực Lực Hạt bọn người khóe miệng đều lộ ra một tia tàn cười, cũng làm cho Dương Đông đám người sắc mặt đại biến. Các ngươi chơi cái gì muốn tạo phản sao, toàn bộ lăn xuống đi, không có ta mệnh lệnh, ai dám loạn động giết chết bất luận tội. Giang Dật sắc mặt không thay đổi, ngược lại lớn tiếng quát tháo Dương Đông bọn người, đem mọi người mắng toàn bộ ngoan ngoãn bay trở về. Hắn một người thì đứng ngạo nghễ thành trì giữa không trung, bên ngoài cơ thể Hỏa Vân Khải không có hiển hiện, càng không có phóng thích lôi hỏa thần thuẫn, cứ như vậy sừng sững hư không, lẳng lặng chờ đợi Nam Thành bên kia mấy trăm người bay vụt mà tới. Lộc cộc, toàn thành hơn 1.000 người đều ngừng thở, đôi mắt trợn to, Dương Đông bọn người càng là song quyền nắm chặt, trên mặt gân xanh từng cái nổ lên, nhưng Giang Dật không có hạ lệnh ai cũng không dám động. Tiểu tạp chủng dám giết ta ra công tử, hôm nay để ngươi chết không có chỗ chôn, nhận lấy cái chết. Thiên Lôi Thành rất lớn, nhưng Hoàng Dực thực lực gì tốc độ của hắn nhanh như hồng quang, chỉ là một cái chớp mắt thời gian tựu lướt đi tới, hai tay của hắn múa, đột nhiên bắn ra 10 đạo màu đen chỉ phong, kia 10 đạo màu đen chỉ phong vừa ra, toàn thành người đều cảm giác linh hồn run lên, cũng cảm giác giống như là 10 chuôi vô kiên bất tồi bảo kiếm, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể bắn thủng. Giang gia, mau tránh ra. Dương Đông bọn người nhìn thấy Giang Dật vẫn là không nhúc nhích, toàn bộ gấp đến độ trên lò lửa kiến tộc, Ngưu Đăng còn oa oa kêu to lên. Nhưng Giang Dật lại ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể quả thực là không nhúc nhích, càng không có phóng thích lôi hỏa thần thuẫn, tựa như một cái khẳng khái chịu chết dũng sĩ. Hừ, đúng lúc này, một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh vang lên, Lục Bình nổi giận lời nói vang vọng toàn thành tất cả mọi người chứng kiến, Hoàng Dực bọn người coi thường bổn thành chủ cảnh cáo, cưỡng ép xông vào Thiên Lôi Thành, đồng thời trong thành động thủ giết người, vừa rồi tất cả mọi chuyện ta đã đóng dấu thạch ghi chép lại, trễ chút sẽ trình cho hình đường. Bỉ nhân làm Thiên Lôi Thành thành chủ, đem đại biểu Lục gia đem dám can đảm khiêu chiến Lục gia tộc pháp nghịch tặc tại chỗ giết chết. Lục Bình một chữ cuối cùng nói xong, Thiên Lôi Thành trên không phong vân biến sắc, thiên địa nguyên khí nhanh chóng hội tụ, rất nhanh ngưng tụ một tấm xấu xí lão bà mặt, tại gương mặt kia xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người không động được, không trung kia 10 đạo màu đen chỉ phong cũng đứng tại giữa không trung, rốt cuộc không động được. Lục Bình, ngươi dám! Hoàng Dực bọn người sắc mặt đại biến, nhưng bọn hắn là thượng giai thiên quân, Lục Bình là thiên quân đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào tiếp cận thần cảnh giới, thực lực vẫn là có rất lớn chênh lệch, có thể mở miệng nói chuyện đã coi như là đáng quý. Lực Hạt cũng không nghĩ tới Lục Bình thật dám động thủ, một màn này tay Lục Bình không chỉ có muốn triệt để đắc tội hai nhà, còn muốn đắc tội hai nhà phía sau Lục Sơn, Lục Hiệp, Lục Sông các loại chờ, Lục gia cao tầng. Lục Bình mặc dù phía sau cũng có người, nhưng đây cũng quá được không bù mất a. Hai người kỳ thật không biết, Giang Dật đối với Lục Bình tầm quan trọng. Lục Bình lớn tuổi, đời này vô vọng đột phá cảnh giới càng cao hơn, tại Thiên Lôi Thành nhậm chức về sau sẽ về gia tộc dưỡng lão. Giang Dật có thể giúp nàng làm rất nhiều thiên thạch, có thể làm cho nàng hậu đại đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, từ đó để nàng mạch này càng thêm cường đại, về sau tại Lục gia quyền lên tiếng càng lớn, nàng tự nhiên muốn bảo vệ Giang Dật. Đắc tội Lục Sơn bọn người lại như thế nào, dù sao nàng đời này cũng không có cơ hội tại trèo lên trên, chân trần không sợ mang giày. Suy suy, bầu trời lần nữa phong vân tề động, thiên địa nguyên khí hội tụ, tấm kia xấu xí mặt mo biến mất, thay vào đó là một cái làm lục soát đại thủ trưởng. Đại thủ trưởng vừa ra không gian chấn động, rất nhiều cấp thấp dịch nô trực tiếp bị chấn động đến quỳ trên mặt đất, một mảnh lầu các cũng ầm vang sụp đổ, kia 10 đạo màu đen chỉ phong trực tiếp bị đánh tan. Rầm rầm rầm, đại thủ trưởng chấn áp mà xuống. Phía dưới từng mảnh lầu các toàn bộ hóa thành phế tích, rất nhiều võ giả đều nhao nhao thổ huyết bị chôn sống, Hoàng Dực bọn người toàn bộ hoảng sợ kêu to lên, Lực Hạt dùng hết toàn lực giống to, Lục Bình đại nhân, chúng ta sai, xin ngươi tha thứ cho chúng ta lần này, đừng giết chúng ta. Phanh 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 phanh, Lục Bình đại thủ trưởng không có một phần đình trệ, trực tiếp vỗ xuống đem mọi người thần thuẫn toàn bộ đập nát, thân thể cũng đập thành một mảnh thịt nát, Thiên Lôi Thành trên không nổi lên một đạo gió tanh, rơi ra một mảnh huyết vũ. TT, toàn thành người hít một hơi lãnh khí, bị Lục Bình cường đại thủ đoạn hù dọa, Giang Dật thân thể cũng sớm đã bị trấn áp xuống dưới, nện vào một cái phế tích bên trong, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đại thủ trưởng, đôi mắt bày ra đến dọa người, đây mới là trí cường giả thần thông, một trưởng vỗ chết mấy trăm thiên quân cường giả, trong đó còn bao gồm hai tên thượng giai thiên quân. Thiên quân đỉnh phong giống như này kinh khủng, đến gần vô hạn thần tồn tại nên có bao nhiêu cường đại. Chương 739, 20 tuổi, Lục Bình một bàn tay chụp chết Hoàng Dực mấy hơn trăm người, cũng giải quyết Giang Dật nỗi lo về sau, nàng một trưởng này triệt để cùng Hoàng gia Lực gia kết thù, trừ phi hai gia tộc trưởng đến đây, coi như là ai đều không có can đảm đến Thiên Lôi Thành giết người. Hai gia tộc trưởng dám đến giết người sao? Đáp án là phủ định, trừ phi hai gia tộc trưởng không muốn tại Thần Tứ Bộ Lạc lăn lộn, nếu không là tuyệt đối không dám lần nữa xung kích Thiên Lôi Thành. Thiên Lôi Thành con dân bị Lục Bình cường đại thủ đoạn hù dọa, cũng đối Giang Dật càng thêm tâm phục khẩu phục, có thể làm cho Lục Bình không tiếc đắc tội hai cái gia tộc, Giang Dật mặt mũi cũng là đủ lớn. Sau 5 ngày, Hồng Nhật Thương Hội người đến, Giang Dật tự mình tiếp đãi, cùng vị kia quản sự mật đàm một phen. Tiền Vạn Quán lấp ngàn vạn thiên thạch cho hắn, lộ ra ngay tấm kia thẻ màu vàng, cái này quản sự thái độ lập tức đại biến. Thiên cơ thuyền cải biến đường thuyền là không thể nào, bất quá phái người hộ vệ Tiền Vạn Quán bọn người đi Bạch Miêu ở trên đảo thuyền, cùng hạ thiên cơ thuyền theo bên ngoài bãi đi đỏ lâu đài đây là việc nhỏ, Hồng Nhật Thương Hội bản thân cũng có hộ tống nghiệp vụ, sở dĩ hết thảy liền dễ nói. Giang Dật yêu cầu mỗi lần hộ tống đều phải có 10 tên trung giai thiên quân dẫn đội, 200 tên hạ giai thiên quân, giá tiền này lúc đầu rất đắt. Bất quá Giang Dật là Hồng Nhật Thương Hội khách quý, Tiền Vạn Quán lén lút đưa cho ngàn vạn thiên thạch cũng lên tác dụng rất lớn, giá cả thoáng cái thiếu một nửa, mỗi lần hộ tống chỉ cần cho thương hội 500 vạn thiên thạch là đủ. 500 vạn thiên thạch rất nhiều, Giang Dật đây không phải lần một lần hai, trên cơ bản nửa tháng liền sẽ có một lần, nhưng vì an toàn hắn chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Bên này không thành vấn đề, Lục Phong lập tức liên hệ Đông Hoàng Đại Lục thương nhân, bên kia nghe xong tại Bạch Hổ trong đảo lớn nhất Hắc thị đỏ lâu đài giao dịch miệng đầy đáp ứng. Đỏ lâu đài bên trong mỗi ngày người ra vào nhiều lắm, cũng sẽ không khiến cho người hoài nghi, chỉ cần bố trí thỏa đáng, coi như Lục gia đội chấp pháp xung kích kiểm tra, cũng sẽ không cầm tới nửa điểm chứng cứ. Hết thảy tất cả đều an bài thỏa đáng, Giang Dật lại biến thành vung tay trưởng quỹ, một người đi Lôi Sơn bên kia tu luyện. Tại Lôi Sơn bên trong hắn rất an toàn, Thiên Lôi đảo phía tây có thể tùy tiện ra vào, nhưng Lôi lĩnh bên kia thế nhưng là có thụ lôi đại trận, Lục gia sợ có người vào đây phá hư. Sở dĩ bốn chu hải bên cạnh đều có cấm chế cường đại, ai dám mạnh mẽ xông tới một khi phá hủy cấm chế, Lục gia đội chấp pháp nhất định sẽ truy sát đến chết. Hết thảy lại có khôi phục nguyên dạng, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng lôi thạch nộp lên, Tiền Vạn Quán chứa đựng, chờ đạt tới số lượng nhất định về sau, tại Hồng Nhật Thương Hội cường giả dưới hộ vệ, cưỡi thiên cơ thuyền mang theo đi đỏ lâu đài giao dịch. Giang Dật ban ngày vào đế cung bên trong tu luyện nguyên lực, ban đêm tại Lôi Sơn phía dưới tìm hiểu đạo văn, hắn đã tìm hiểu 6 loại đạo văn. Chỉ kém 3 loại, đệ thất loại đã nhập môn, triệt để lĩnh hội cũng chính là trong mấy ngày sự tình. Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ cũng có tin tức, hai người tại Lam Long Quần Đảo lớn nhất thành trì Lam Long Thành nội định cư lại. Hai người ở tại Tiền Vạn Quán vụng trộm mua trong biệt viện, điệu thấp tu luyện chưa từng đi ra ngoài, an toàn có cam đoan, ngoại trừ Tiền Vạn Quán thu phục một cái hồn nô bên ngoài, không có ai biết các nàng đi Lam Long Thành. Tiền Vạn Quán trong khoảng thời gian này không có an bài người đi săn giết Sơn Phỉ. Lần này đi Hắc Phong Sơn mạch chết mấy chục tên thiên quân, đắc tội Hoàng gia cùng Lực gia, hắn sợ đám này thiên quân ra ngoài sẽ bị người nửa đường chặn giết, vẫn là thành thật thật ở tại thành nội. Nửa tháng sau, Giang Dật nguyên lực cảnh giới đạt đến kim cương tứ trọng, đạo văn cảm ngộ cũng không có quá tiến nhanh dương, còn kẹt tại thứ 8 gieo xuống giai đạo văn bên trên, Tiền Vạn Quán mang theo Kim Giao Dương Đông Ngưu đăng ra ngoài rồi, lần này rất thuận lợi, 5 ngày sau trở về giao dịch thành công. Lục Bình lại đột nhiên truyền âm cho Giang Dật, nói cho hắn biết tiến độ quá chậm, nhất định phải tăng lớn lôi thạch giao dịch. Giang Dật nhức cả trứng, muốn gia tăng lôi thạch số lượng, chỉ có 2 loại biện pháp, đệ nhất để người bên trong thành khẩu giảm mạnh, dạng này mỗi ngày nộp lên phủ thành chủ lôi thạch hội ít một chút, cái thứ hai có thể hắn đi lôi lĩnh đảo lôi thạch. Nhân khẩu giảm mạnh, hoặc là giết người, hoặc là đem đám người này điều ra ngoài cùng Sơn Phỉ quân đoàn đánh nhau, Giang Dật không đành lòng mọi người đi chịu chết, chỉ có thể tự mình đi lôi lĩnh nội đảo lôi thạch. Cũng may hắn căn bản không sợ lôi hỏa. Đào lôi thạch tốc độ quá nhanh, tại lôi lĩnh nội chuyển lên một ngày liền có thể đào khu mấy ngàn lôi thạch, hắn ban ngày chỉ có thể từ bỏ tu luyện nguyên lực, đầy khắp núi đồi đào lôi thạch, đến ban đêm tiếp tục cảm ngộ đạo văn. Có Giang Dật xuất thủ, lôi thạch số lượng thoáng cái để thăng lên, Tiền Vạn Quán chỉ là đã qua hơn nửa tháng lại ra ngoài rồi, lần này chỉ đem lấy kim dao đi, có Hồng Nhật Thương Hội nhân hộ vệ, căn bản không cần dẫn người, Hồng Nhật Thương Hội chiêu bài dùng quá tốt, trên đường không ai dám chặn giết. Thời gian như lưu thủy, chớp mắt nửa năm lại qua, Giang Dật đạo văn rốt cục có tiến bộ rất lớn, cái thứ 8 hạ giai đạo văn rốt cục cảm ngộ, chỉ kém cái cuối cùng đạo văn cảm ngộ liền có thể dung hợp. Thời gian nửa năm, Thiên Lôi Thành một mực rất yên tĩnh, buôn bán lôi thạch cũng phi thường thuận lợi, chưa từng sinh ra nửa điểm cái sọt. Tiền Vạn Quán ra ngoài rồi 6 lần, mỗi lần đều có thể mang về đại lượng thiên thạch, phân cho Lục Bình cùng thập đại thống lĩnh về sau, bọn hắn bên này cũng chỉ toàn kiếm 3-4 ức thiên thạch, tăng thêm Giang Dật vốn có thiên thạch, bọn hắn lại buôn bán 2-3 lần liền có thể góp đủ 1 tỷ thiên thạch. Hoàng gia cùng Lực gia trong khoảng thời gian này cũng rất bình tĩnh, có lẽ có thể là Lục Bình đem tất cả áp lực đều cho đứng vững, mọi người tại Thiên Lôi Thành bên trong trôi qua rất an nhàn. Một ngày này, Giang Dật không có đi lôi lĩnh đảo lôi thạch, đêm xuống cũng không có ngồi xếp bằng tu luyện, mà là một người sững sờ ngồi tại lôi lĩnh bên trên ngẩn người. Ông, bên cạnh lơ lửng giữa không trung đế cung quang mang lóe lên, Giang Dật theo ngẩn người bên trong giật mình tỉnh lại, hắn bay vụt mà lên, đế cung quang mang lấp lánh, một người mặc tuyết trắng xinh đẹp váy dài thiếu nữ xinh đẹp phù đế cung bên ngoài. Giang Tiểu Nô một tay bắt lấy Giang Dật cánh tay, ngửa mặt lên ngọt ngào cười nói, thiếu gia, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, Giang Dật đắng chát cười một tiếng, mang theo Tiểu Nô trở về trên núi, đứng tại đỉnh núi nhìn qua phía đông bầu trời sững sờ xuất thần. Không sai, hôm nay là sinh nhật của hắn, ngoại trừ Giang Tiểu Nô bên ngoài những người còn lại cũng không biết hôm nay là sinh nhật của hắn, hôm nay hắn ngồi tại cái này ngẩn người, không có tu luyện cũng là bởi vì hôm nay là sinh nhật của hắn, 20 tuổi sinh nhật. Qua hôm nay, hắn tự 20 tuổi, có lẽ đối với người khác mà nói đây chỉ là một ngày kỷ niệm, nhưng đối với Giang Dật tới nói hôm nay đặc biệt trọng yếu. Giống như ngươi có thể tại trước 20 tuổi, tu luyện tới kim cương cảnh đỉnh phong, ngươi cũng có tư cách tìm đến mẫu thân, đến lúc đó ngươi có thể đi Đông Hoàng Đại Lục tìm một cái gọi Dư Ôn người, hắn sẽ nói cho ngươi biết như thế nào mới có thể tìm tới ta. Ngươi muốn nhớ lấy một điểm, nếu là ngươi không thể tại 20 tuổi đạt tới trước kim cương cảnh đỉnh phong, ngươi coi như tìm tới Dư Ôn, hắn cũng cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Trong đầu của hắn tiếng vọng lên một cái ôn nhu hiền hòa thanh âm, kia là y phiêu phiêu lưu lại huyễn tượng nói tới. Hắn hôm nay 20 tuổi, hắn thực lực đã rất mạnh, có thể diệt sát trung giai thiên quân, nhưng hắn vẫn còn không tìm được Dư Ôn. Hắn cũng không rõ ràng lúc nào mới có thể trở về đến Đông Hoàng Đại Lục, nếu là mấy năm 10 năm sau lại trở về hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục tìm tới Dư Ôn, Dư Ôn sẽ còn nói cho hắn biết y phiêu phiêu ở phương nào sao. Hắn không biết, sở dĩ hắn giờ phút này tâm tình rất hạ, biết rõ chính mình mẫu thân có thể còn sống, lại không biện pháp đi tìm nàng, không thể đi nàng đầu gối trước tận hiếu, không thể chính miệng nói cho nàng, hắn rất nhớ nàng, không thể nói cho nàng Giang Biệt Ly đã chết, hắn nói xin lỗi nàng. Thiếu gia, cảm nhận được Giang Dật nội tâm thất lạc cùng thống khổ, Giang Tiểu Nô nắm thật chặt tay của hắn, kiên định nói ra, đừng nhụt chí. Các loại trợ Tiểu Nô đem Mạc Vũ thần công tu luyện tới đệ tam trọng, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ giết trở lại Đông Hoàng Đại Lục, tìm kiếm phu nhân cùng Như Tuyết tỷ tỷ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, coi như đem Đông Hoàng Đại Lục quấy đến long trời lở đất cũng phải tìm đến các nàng. Giang Dật không có trả lời, chỉ là nhắm mắt lại đứng lặng lặng, phía đông một vòng minh nguyệt dâng lên, giao bạch ánh trăng vẩy khắp đại địa, cũng đem hai người ảnh tử kéo đến nghiêng trường nghiêng dài. Cắt chương 740, quý khách tiến đến, giết trở lại Đông Hoàng Đại Lục, Giang Dật cảm giác xa xa khó vời, trước kia hắn không biết trời cao đất rộng, tại Thiên Tinh Đại Lục bằng vào Hỏa Long kiếm giết ra một đường máu, bước lên Thiên Tinh Đại Lục đỉnh phong, coi là thế giới bên ngoài coi như rất nguy hiểm, hắn cũng nhất định có thể bằng vào thiên tư của mình cùng cố gắng xông ra một đầu tinh quang đại đạo. Ta gia trí cường giả, còn có Lục Bình một trưởng này cho hắn đón đầu một kích, coi như hắn thực lực mạnh hơn một chút lại như thế nào, coi như hắn cố gắng tu luyện 5 năm, 10 năm lại như thế nào hắn có thể đạt tới cái tình trạng gì thượng giai thiên quân đỉnh phong. Không nói 5 năm 10 năm đạt tới thiên quân đỉnh phong kia là mơ mộng hão huyền, lui một vạn bước nói, coi như đạt tới lại như thế nào, Lục gia làm tội đảo 13 nhà tộc một trong, tùy ý một thành trì nhỏ thành chủ liền là thiên quân đỉnh phong, Cửu Đế gia tộc nên mạnh bao nhiêu người, bọn hắn có bao nhiêu thành trì có bao nhiêu thiên quân đỉnh phong. Thiên quân đỉnh phong phía trên còn có đến gần vô hạn thần tồn tại, truyền thuyết loại kia cấp bậc tồn tại, lật tay liền có thể để thiên địa vỡ tan, để sơn hà phá toái, để đại giang nghịch lưu, để biển cả biến thành lục địa. Loại này tồn tại tu luyện mấy trăm năm, có được đại lục cấp cao nhất tài nguyên, cấp cao nhất bảo vật, hắn một cái nho nhỏ Thiên Tinh Đại Lục tiểu võ giả há có thể cùng bọn hắn chống lại. Hủy diệt võ điện, Giang Dật nhớ tới hắn đã từng hào hùng ngôn ngữ choang, khóe miệng lộ ra một vòng tự diễu chi sắc, thực lực càng mạnh hắn với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều, nội tâm của hắn càng là e ngại, thế giới này cường giả rất nhiều, hắn nhiều nhất chỉ là một cái có chút ít vận khí phổ thông tiểu nhân vật thôi. Không có vô danh thần công, không có Hỏa Linh Châu, không có Độn Thiên Hỏa Vân Khải, hắn còn có cái gì? Một cái thượng giai đạo văn hắn cảm ngộ hơn một năm còn không có triệt để dung hợp, nguyên lực tu luyện lâu như vậy, mới miễn cưỡng đạt tới kim cương ngũ trọng, hắn con đường cường giả còn dài đằng đẵng, còn xa xa khó vời, hắn khi nào mới có thể thực sự trở thành trí cường giả, trở thành cùng Cửu Đế gia tộc chống lại trí cường giả. 20 năm, 30 năm, 50 năm, khi đó Tô Như Tuyết đã già đi, cũng có thể là đã sớm chết. Hắn đã 20 tuổi, coi như tìm tới Dư Ôn, cũng có thể là sẽ không nói cho hắn Y Phiêu Phiêu sự tình, hắn cái này đều không có duyên phận cùng Y Phiêu Phiêu gặp nhau, nữ tử kia cũng chỉ có thể vĩnh viễn sống ở trong lòng của hắn, lưu lại tại hắn trong trí nhớ. Hắn cảm giác một loại thật sâu bất lực, hắn tại đỉnh núi đứng một đêm, trầm mặc một đêm, Giang Tiểu Nô cũng bồi tiếp hắn đứng một đêm, thẳng đến đông phương lượng lên một đạo ánh dạng đông, hắn mới khôi phục tới. Tốt, Tiểu Nô, ta không sao, ngươi trở về tu luyện đi, ta nên đi đào lôi thạch. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng, Giang Tiểu Nô có chút lo lắng nhìn hắn một chút, thân thể hóa thành bạch quang biến mất tại đế cung bên trong, hắn cũng tỉnh lại, đem đế cung thu hồi, hướng lôi lĩnh chỗ sâu phóng đi. Hắn nhất định phải tỉnh lại, hắn không phải vì chính hắn còn sống, bên cạnh hắn còn có rất nhiều người, hắn nhất định phải đem yếu ớt để ở trong lòng, hắn nhất định phải cho các nàng chống lên mảnh này thiên. Đào cho tới chưa lôi thạch, hắn tiến vào đế cung bên trong tu luyện nguyên lực, hắn muốn trân quý mỗi một phần một giây thời gian, để cho mình thực lực đạt được tăng lên, mỗi lần tăng lên một phần thực lực, kia đại biểu Tô Như Tuyết thiếu bị một phần cực khổ. Đêm xuống, Lôi Sơn phía dưới người vội vàng rời đi, Giang Dật theo đế cung bên trong ra, vừa mới nghĩ tiếp tục tham ngộ cuối cùng một loại đạo văn, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện một đám thiên quân theo Thiên Lôi Thành phương hướng cuồng sông mà tới. Giang gia, tới là Ngưu Đăng bọn người, hắn thật xa tự truyền âm nói, thành chủ đại nhân gọi đến ngươi, để ngươi ban đêm mang theo Tiểu Nô tiểu thư, Loan tỷ cùng Thanh Ngư đi dự tiệc. Dự tiệc, Giang Dật nhướng mày, Lục Bình không có việc gì chưa từng gọi đến hắn, mà lại có việc cũng sẽ truyền âm tới, lần này vì sao để Ngưu Đăng truyền lời. Bất quá đã Lục Bình truyền lời, Giang Dật cũng không dám không theo, giờ phút này hắn còn dựa vào Lục Bình bảo bọc, hắn đem Giang Tiểu Nô truyền tống ra, mang theo nàng hướng thành nội bay đi. Ngưu Đăng tình huống như thế nào một bên phi hành hắn vừa cùng Ngưu Đăng hỏi thăm về tới. Ngưu Đăng mơ hồ mở chừng hai mắt nói, cụ thể ta cũng không biết, giống như thành nội tới quý khách nay thiên thành chủ đều ra khỏi thành nghênh đón, chắc hẳn thành chủ muốn cho các ngươi tiếp khách đi. Quý khách, Giang Dật nội tâm run lên, có thể làm cho Lục Bình thận trọng như thế không phải Lục gia công tử tiểu thư, liền là còn lại 12 con em của gia tộc. Hắn có chút nhức cả trứng sờ lên cái mũi, 13 nhà tộc trực hệ tử đệ, đây chính là chân chính kim chi ngọc diệp a, một cái không tốt đắc tội, nhưng có đại phiền toái. Lục gia tộc pháp xâm nghiêm, nhưng đó là đối đãi Lục gia con em bình thường, chân chính kim chi ngọc diệp tộc pháp cùng giấy nháp không đáng tiền. Cổ ngữ nói, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, kỳ thật kia là nói nhảm, chân chính hoàng tử coi như phạm phải tội lớn ngập trời, cũng có người giúp hắn che cái nắp, nhiều nhất trưởng bối răn dạy vài câu, luật pháp bản thân liền là bọn hắn lập, như thế nào lại đem luật pháp thực hiện với mình trên thân người. Sau gần nửa canh giờ, Giang Dật trở lại thành nội, tiến vào bản thân viện tử sau để Phượng Loan Tiểu Nô bọn người tắm rửa một phen, riêng phần mình mặc thịnh trang, hắn cũng đổi mặc áo gấm mang theo mọi người đi phủ thành chủ. Giang gia, mời lên lầu 2, phủ thành chủ bên ngoài Lục Phong đang chờ đợi, nhìn thấy Giang Dật bọn người vội vàng mang theo đi vào, tại trên bậc thang hắn đột nhiên truyền âm nói, Giang gia, lần này tới chính là gia tộc hai vị trọng yếu công tử cùng tiểu thư, các ngươi người tiếp khách phải cẩn thận ta, coi như bất cứ chuyện gì đều muốn chịu đựng, ngàn vạn không thể xúc động, nếu không đại nhân cũng không giữ được các ngươi. Quả nhiên, Giang Dật sầm mặt lại, quay người cùng Phượng Loan Giang Tiểu Nô bọn người truyền âm vài câu, lúc này mới lại cùng Lục Phong truyền âm nói, Phong thống lĩnh, vì sao Lục gia công tử tiểu thư tới, muốn chúng ta tiếp khách. Lục Phong cười khổ truyền âm nói, đại nhân tự mình hạ lệnh, cụ thể ta cũng không biết. Giang Dật chỉ có thể lơ ngơ đi theo Lục Phong đi lầu 2 một cái đại điện, cái này đại điện Giang Dật trước kia còn không có đi vào qua, tiến đại điện mọi người mắt sáng rực lên, cái này đại điện bố trí được quá xa hoa, đơn giản cùng một cái hoàng cung không có khác nhau, đại điện bên trong còn ngồi các vị thống lĩnh, bên người đều có mỹ nhân làm bạn, toàn bộ thịnh trang có mặt. Lục Bình không có ở, công tử kia tiểu thư cũng còn chưa tới a. Giang Dật đảo mắt một vòng, cùng các vị thống lĩnh lên tiếng chào, rất nhiều thống lĩnh nhìn qua Giang Tiểu Nô cùng Phượng Loan lúc, trong mắt đều sẽ hiện lên một tia tham mộ, bất quá lập tức che giấu, Giang gia là Lục Bình trước mắt hồng nhân, là bọn hắn thần tài, ai cũng không dám đắc tội hắn. Giang Dật mang theo tam nữ ngồi ở bên trái phía trên một cái tử kim đài đằng sau, đại điện bên trong có rất nhiều mỹ mạo thị nữ, mặc đến mặc đi cho mọi người phân biệt dâng lên mỹ vị món ngon. Ở giữa còn có một đám mặc rất là bại lộ xinh đẹp nữ tử ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa, bất quá tất cả nữ tử đều bị Giang Tiểu Nô cùng Phượng Loan phong thái cho phủ lên. Phượng Loan dung mạo thượng giai, vốn là Phượng Minh Đại Lục chi chủ, trên thân tự nhiên mà vậy toát ra ung dung hoa quý khí tức, như một tôn cao cao tại thượng nữ vương, khiến nam nhân không tự chủ được muốn đi chinh phục nàng, quất roi nàng. Giang Tiểu Nô nguyên bản có chút gầy yếu, làn da bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ có chút phát hoàng, mặc dù như thế cũng là khó được mỹ nhân bại hoại. Mấy năm này từ từ nảy nở, làn da cũng biến thành tuyết trắng, trọng yếu nhất chính là nàng từ khi thức tỉnh huyết mạch về sau, trên thân tựu có một cỗ khí chất đặc thù, có loại không dính khói lửa trần gian xuất trần khí tức, tăng thêm nàng suy nghĩ đơn thuần như giấy trắng, đối đãi vạn sự đều thờ ơ, càng như cửu thiên chi thượng tiên nữ, bất kỳ người nào liếc nhìn nàng một cái đều sẽ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Người tốt vì lụa, Phật dựa vào mạ vàng. Phượng Loan hôm nay mặc một thân màu đen lễ phục dạ hội, càng đưa nàng hoàn mỹ hình thể sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Trái lại Giang Tiểu Nô mặc mộng liên váy, thân thể có nhàn nhạt thần thánh bạch quang, càng thêm làm người ta thình thịch tâm động. Thanh Ngư dung mạo không thể so với hai người chênh lệch, nhưng khí chất bên trên lại kém một bậc. Thành chủ đại nhân đến, không lâu lắm, bên ngoài vang lên một tiếng truyền báo, Giang Dật bọn người liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Lục Bình hôm nay cũng thịnh trang có mặt, nàng trải một cái truy vân búi tóc, tinh thần quắc thước, nàng vừa tiến tới tựu nụ cười chân thành nói ra, đến, để chúng ta hoan nghênh Lân công tử cùng Vũ tiểu thư đến Thiên Lôi Thành làm khách. Ha ha ha, một tên phong thần như ngọc tuổi trẻ công tử, cùng một tên mỹ mạo nhưng so sánh Phượng Loan tiểu thư mang theo mấy tên tùy tùng chậm rãi đi đến, tên kia công tử đi tới về sau, đôi mắt lập tức hướng trong đại sảnh quét tới, tại Giang Tiểu Nô trên thân đảo qua lúc, hắn đôi mắt thoáng cái bẩy ra đến dọa người. Tiếng cười im bặt mà dừng, bước chân cũng ngừng lại, trong mắt tinh mang lấp lánh, tựa như một đầu phát hiện con mồi ma lang. Chương 741, sống lâu trăm tuổi. Lân công tử tên một chữ một cái Lân chữ, là Lục gia thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu một trong, thiên tư tung hoành, năm gần 21 tuổi tựu đạt đến thiên quân cảnh, đoạn thời gian trước bế quan một năm, lần nữa cảm ngộ một cái trung giai đạo văn, tu luyện có thể nói thần tốc. Bị Lục gia những lão gia hỏa kia nhận định là tương lai ngũ đại người nối nghiệp một trong. Giống như không phải hắn phẩm hạnh có chút chênh lệch, sợ là rất có thể bị định vì thiếu tộc trưởng. Vũ tiểu thư cùng Lân công tử là đường huynh muội, đây là Lục gia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tiểu thư, bởi vì phụ thân nàng là Lục gia đương đại gia chủ Lục Tìm, tương lai Lục gia tộc trưởng. Lục Tìm chỉ có nàng một đứa con gái, Lục Vũ thiên tư cũng tạm được, dung mạo khí chất là đỉnh cấp, tương lai Lục gia tộc trưởng nữ nhi, kia là hoàn toàn xứng đáng là Lục gia đệ nhất tiểu thư. Hai vị Kim Chi Ngọc Diệp đoạn thời gian trước đều bế quan, trong khoảng thời gian này vừa mới xuất quan, hai người thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ, sở dĩ lúc này mới quyết định ra giải sầu một chút, còn như tại sao lại tán đến Thiên Lôi Đảo đến, cái này muốn hỏi Lục Địch. Hắc Phong quân đoàn bị Giang Dật diệt hơn phân nửa, Lục Địch tái sinh một kế, quyết định mượn đao giết người, cái này Lân công tử liền là đao của hắn, đáng tiếc Lục Địch trở lại Bạch Long Thành phát hiện Lân công tử bế quan, gần nhất mới xuất quan, sở dĩ Lân công tử mới khoan thai tới chậm. Lân công tử vừa tiến đến tựu bốn phía liếc nhìn, trước tiên tìm tới Giang Tiểu Nô, từ một điểm này đó có thể thấy được hắn đến có chuẩn bị. Tại hắn nhìn thấy Giang Tiểu Nô một khắc này, hắn cũng cảm giác chuyến đi này không tệ, Lục Địch không có lừa hắn, Giang Tiểu Nô đích thật là cấp cao nhất mỹ nhân, vẫn là đặc thù chủng tộc, Lục Vũ ánh mắt cũng bị Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô hấp dẫn, thường thường dung mạo khí chất thượng giai mỹ nhân, đối với ngang cấp nữ tử đều sẽ phá lệ chú ý. Bất quá nàng ánh mắt rất nhanh bị Giang Dật hấp dẫn, có thể có được ba cái tuyệt thế xinh đẹp. Bản thân cái này là một loại thực lực cùng mị lực thể hiện. Giang Dật không để cho nàng thất vọng, Khốn Long thảo cải tiến về sau, Giang Dật làn da có thể làm cho bất kỳ cô gái nào hâm mộ, dáng người cũng là hoàn mỹ, so Lân công tử còn muốn sáng chói mấy phần. Trọng yếu nhất chính là khí chất, Giang Dật tuổi trẻ khôi ngô bề ngoài lại có một cỗ trung niên nhân tang thương khí tức, bản thân cái này là cực kỳ mâu thuẫn sự tình, cũng tựa như độc dược thật sâu hấp dẫn Lục Vũ. Đáng tiếc Giang Dật mặt ngoài thực lực quá yếu, chỉ có kim cương ngũ trọng, mà lại Giang Dật cũng không có nửa điểm danh khí, lạ mặt vô cùng, hiển nhiên không phải con em đại gia tộc. Sở dĩ Lục Vũ chỉ là nhìn mấy lần liền không lại chú ý, không có thực lực cùng ra ngọn nguồn, dáng dấp lại khôi ngô cũng chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Lân công tử nhìn Giang Tiểu Nô vài lần, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, 13 nhà tộc một trong Lục gia gia giáo cũng không tệ lắm. Lân công tử cười nhạt một tiếng, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn hướng Lục Bình nhìn lại, cười nói, Lục Di, không cho ta giới thiệu các ngươi một chút Thiên Lôi Thành tuấn kiệt mỹ nhân. Lục Bình ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, hướng Giang Dật nháy mắt ra dấu, lúc này mới cười giới thiệu, vị này là Thiên Lôi Thành Lục Phổ thống lĩnh, vị này là Lục Phong thống lĩnh, Lân công tử vị này vẫn là các ngươi nhất mạch kia. Vị này là Thương Lang, ngoại hiệu Giang gia, là thành nội dịch nô đại biểu, vị này là Phượng Loan tiểu thư, vị này là Thanh Ngư tiểu thư, hai vị này là Giang gia thiếp thất, vị này là Giang Tiểu Nô tiểu thư, ân. Là Thương Lang muội muội. Lục Bình mỗi lần giới thiệu một người, người kia đều sẽ chắp tay hành lễ, chờ giới thiệu đến Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô lúc, Lân công tử ngược lại chủ động hành lễ, có chút khom người nói, Phượng tiểu thư, Thanh tiểu thư, Giang tiểu thư, tại hạ Lục Lân, rất vinh hạnh nhận biết các ngươi. Phượng Loan bọn người sắc mặt hơi đổi, Giang Tiểu Nô càng làm mặt ngọc rét lạnh, cái này Lân công tử còn không thèm chú ý Giang Dật, trực tiếp cùng ba người nói chuyện, hắn nhục nhã Giang Dật, ba người khẳng định không làm. Giang Dật mỉm cười, hướng ba người nháy mắt ra dấu, Lục Bình đã cho hắn đánh mấy lần ánh mắt, tối nay nhất định phải ẩn nhẫn, tam nữ chỉ có thể cố nén lửa giận. Phượng Loan lạnh nhạt mở miệng nói, có thể nhận biết Lân công tử, tỷ muội chúng ta cũng đã rất vinh hạnh. Lân công tử khẽ khom người, phong độ rất không tệ. Lục Bình cũng mở miệng giảng hòa nói, Lân công tử, Vũ tiểu thư xin mời ngồi đi, nếm thử chúng ta Thiên Lôi Đảo đặc thù mỹ vị cùng rượu ngon. Ha ha ha, đa tạ Lục Di. Lục Lân cười một tiếng dài, mang theo Lục Vũ cùng một đám hộ vệ đi đến chủ vị, hai người ngồi quỳ chân tại Tử Kim Đài về sau, đám kia hộ vệ thì ngồi ở các nàng về sau mấy chương Tử Kim Đài sau. Lục Bình ngồi ở bên phải thượng thủ vị Tử Kim Đài về sau, nàng vung tay lên, trong đại điện xinh đẹp nữ tử lần nữa nhẹ nhàng nhảy múa, trong góc có vui sư nhạc đệm, đại điện bên trong thiền hương lượn lờ, nhìn ngược lại là một cái không tệ yến hội. Lục Bình vẻ mặt tươi cười, đứng dậy nâng chén nói, đến, chúng ta kính Lân công tử Vũ tiểu thư một chén, hai vị quang lâm, để Thiên Lôi Thành bồng tất sinh huy a. Lục Lân cũng không có tự cao tự đại, nho nhã lễ độ đứng dậy cười nói, Lục Di khách khí, cũng đa tạ chư vị đóng giữ Thiên Lôi Thành vất vả, lần này về đến gia tộc, ta nhất định bẩm báo gia tộc trưởng lão đường, là chư vị mời công. Lục Lân uống một hơi cạn sạch, Lục Vũ thì tương đối thận trọng cạn nhấp một miếng, Giang Dật trên mặt một mực có nụ cười nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, coi như vừa rồi Lục Lân trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Tiểu Nô cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hắn biết rõ, cái này Lân công tử hắn trêu chọc không nổi, chỉ cần đối phương không quá phận, hắn không thể có nửa điểm thất lễ. Phượng Loan ba người nhưng không có quá tốt sắc mặt, ba người một mực mặt không biểu tình, cúi đầu ăn mỹ vị đồ ăn, bên kia Lục Lân xa xa nâng chén, cùng chư vị thống lĩnh quát không ngừng, Lục Vũ một đôi mắt đẹp nhìn chung quanh, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Giang gia, đến, ta mời ngươi một chén. Đột nhiên, Lục Lân hướng Giang Dật xa xa nâng chén, hơn nữa còn dùng tới tôn xưng, để toàn trường đều có chút kinh ngạc. Giang Dật cười nhạt một tiếng, đứng lên nói, Lân công tử khách khí, gọi thương lang liền tốt, chén rượu này cũng là thương lang kính Lân công tử. Ha ha ha, Lục Lân cười một tiếng dài, khí độ rất là bất phàm, ánh mắt tán thưởng nhìn chằm chằm Giang Dật nói, anh hùng suốt thiếu niên, Giang gia tuổi còn trẻ liền có thể làm Thiên Lôi Thành dịch nô đại biểu, không cần phải nói khẳng định có chỗ hơn người. Lân thích kết giao nhất anh hùng hào kiệt, quay đầu Giang gia có thể đi Bạch Long Thành phát triển, Lân nhất định tận sức mọn. À, toàn trường kinh ngạc, Lục Lân như thế thân phận không chỉ có đối Giang Dật khách khí như thế, còn nói rõ có thể dìu dắt Giang Dật, duy trì Giang Dật đi Bạch Long Thành phát triển. Lục Lân làm Lục gia thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất công tử một trong, quyền thế cũng không phải Lục Bình có thể so, hắn cùng Lục Vũ sau lưng hộ vệ tối cường một người cũng đạt tới thiên quân đỉnh phong, có thể tưởng tượng hắn tại Lục gia địa vị. Sự vật khác thường tất yêu, Giang Dật đích thật là một nhân tài, nhưng ngoại trừ Thiên Lôi Thành người bên ngoài, không ai biết rõ hắn chỗ kỳ lạ, đã như vậy, Lục Lân vì sao đối với hắn khách khí như thế? Đáp án vô cùng sống động, Lục Lân tại thả dây dài câu cá lớn, say ấm chi ý không tại rượu a, hắn muốn Giang Dật nữ nhân. Giang Dật mỉm cười, trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, lúc này mới bình tĩnh nhìn qua Lục Lân nói, đa tạ Lân công tử si ái, thương lang cũng không có chí lớn, Bạch Long Thành cường giả như mây, thương lang đi đoán chừng chỉ có thể xin cơm, vẫn là tại Thiên Lôi Thành sống tạm đi, đương nhiên Lân công tử thịnh tình, thương lang khác trong tâm khảm. Ây, toàn trường bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, Giang Dật lời nói được rất xinh đẹp, nhưng ý tứ rất rõ ràng, muốn người. Không có cửa đâu, Lục Lân cười, Lục Vũ ánh mắt cũng đầu tới, lộ ra một tia kinh ngạc, phía sau hai người các vị hộ vệ trong mắt hàn quang lóe lên, Giang Dật thế mà liền qua loa hai câu đều không có, trực tiếp trước mặt mọi người quyết tuyệt, cái này khó tránh khỏi có chút quá không cho mặt mũi, quá không nhìn được sĩ cử a. Lân công tử rượu trong ly không có uống, thản nhiên ngồi xuống, trên mặt đều là nụ cười sán lạn, nói, người có chí riêng, dưa hái xanh không ngọt, Lân chỉ có thể thâm biểu tiếc nuối, hy vọng Giang gia về sau có thể mọc mệnh trăm tuổi. Bá bá bá, Phượng Loan ba người sắc mặt toàn bộ thay đổi, trong mắt đều là tức giận, Lục Lân cái này uy hiếp cùng nguyền rủa chi ý quá rõ ràng, Giang Dật thực lực tùy ý có thể sống 200 tuổi, hắn lại nói sống lâu trăm tuổi. Chương 742, công khai muốn người, Giang Dật thần sắc vẫn không thay đổi, hắn khoát tay chặn lại ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, hướng Lục Lân mỉm cười gật đầu nói, đa tạ Lân công tử hậu ái. Lân công tử không còn quan tâm bên này, thậm chí một chút đều không tiếp tục xem Giang Dật, cùng Lục Bình cùng còn lại các vị thống lĩnh chuyện trò vui vẻ. Lục gia công tử khí chàng vẫn là rất mạnh, ứng phó loại này cấp bậc yến hội thành thạo điêu luyện. Giang Dật trầm mặc bồi ngồi ở một bên, trên mặt giống như cười mà không phải cười, vừa rồi hắn ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, còn lại phương diện không cần thiết đi đắc tội cái này Lân công tử, trên miệng tranh hùng, vậy sẽ chỉ rước lấy càng nhiều tai họa. Vị này Lân công tử nhưng là chân chính kim chi ngọc diệp, chỉ cần không quá mức phận Giang Dật đều sẽ nhượng bộ. Yến hội mở ra một canh giờ, Lân công tử cùng Vũ tiểu thư đứng dậy rời đi, Giang Dật cũng mượn cơ hội cáo từ, bốn người đi ra phủ thành chủ, Tiền Vạn Quán bọn người chờ ở bên ngoài với, đầy mắt ngưng trọng nhìn qua hắn. Trở về, Giang Dật vung tay lên, mang theo mọi người trở lại trong sân, hắn để những người còn lại riêng phần mình trở về tùy thời chờ lệnh, hắn mang theo Tiền Vạn Quán Phượng Loan bọn người tiến vào trong sân. Chúng ta có thể gặp được đại phiền toái, đi vào mở ra gian phòng vòng bảo hộ, Giang Dật tự trầm giọng nói ra, cái này Lân công tử rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ động thủ, cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị, đợi lát nữa ngoại trừ Tiền Vạn Quán, Phượng Nhi Thanh Ngư Tiểu Nô Kim Giao, các ngươi đều vào đế cung bên trong, giống như tình huống không đúng, chúng ta lập tức rời đi, đi Thần Tứ Thành. Thế nhưng là chúng ta thiên thạch còn chưa đủ a, Tiền Vạn Quán trần chờ nói, không đủ cũng phải đi. Giang Dật cắn răng nói ra, không thể cùng Lân công tử bọn người khai chiến, không nói bên cạnh hắn đi theo một cái thiên quân đỉnh phong, mấy tên thượng giới thiên quân. Coi như có thể giết chết hắn, chúng ta cũng phải bị Lục gia toàn lực truy sát, tội đảo khẳng định ngốc không được. Sở dĩ nếu có thể ở không làm cho đại xung đột trước rời đi Thần Tứ Thành, liền có thể tránh đi cùng hắn kết thù khả năng. Phượng Loan gật đầu nói, không được chúng ta trực tiếp rời đi, không cần cưỡi thiên cơ thuyền, trên đường nghĩ biện pháp chặn giết hai cái tiểu nhân sơn phỉ đoàn, thiên thạch là đủ rồi, bất quá như thế hội nguy hiểm một chút. Quyết định như vậy đi, các ngươi vào đế cung bên trong, Vạn Quán ngươi thời khắc đi theo ta, thành nội sự tình chớ để ý, giao cho Dương Đông. Vạn Quán ngươi viết một phong thư, nếu là chúng ta rời đi, làm cho tất cả mọi người nghe theo Dương Đông hiệu lệnh, chỉ cần chúng ta đi, Lục Lân chắc chắn sẽ không khó xử Dương Đông bọn hắn, về sau hữu duyên lại tụ họp đi. Giang Dật lấy ra đế cung đem Phượng Loan ba người cùng Kim Giao đều thu vào, vừa mới chuẩn bị cùng Tiền Vạn Quán thương nghị một phen, bên ngoài vòng bảo hộ tự hơi rung nhẹ. Hắn con người lạnh lẽo, quan bế vòng bảo hộ thần thức nhô ra đi gặp là Lục Phong thống lĩnh, vội vàng mang theo Tiền Vạn Quán ra đón. Phong thống lĩnh, mau vào ngồi. Giang Dật khách khí chào hỏi Lục Phong vào đây, Lục Phong sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, hắn sau khi đi vào không hề ngồi xuống, ngược lại bốn phía quét qua, khe khẽ thở dài thấp giọng nói, Giang gia, đại nhân để cho ta mang đến một câu, Lân công tử nguyện ra 100 triệu công huân làm sính lễ, hắn nghĩ cưới tiểu nô tiểu thư làm thiếp, mà lại hứa hẹn về sau Bạch Long quần đảo ngươi có thể đi ngang, chỉ cần không nháo ra đại sự, hắn bảo vệ ngươi không có việc gì. Mặt khác, đại nhân ý tứ, để ngươi thận trọng cân nhắc, đến rồi. Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán liếc nhau, trên mặt đều là nặng nề chi sắc, nếu như nói Lục Lân trên yến hội chỉ là mịt mờ biểu đạt một chút ý tứ, lần này là trần trụi muốn người. Lục Bình cũng rõ ràng chịu không được áp lực, nếu không cũng sẽ không mang một câu nói. Nếu là Giang Dật không theo lời nói, Lục Bình coi như không đứng tại Lục Lân bên kia, khẳng định hội ngồi yên không lý đến. Mà Lục gia chính quy công tử muốn đùa chơi chết Giang Dật, vậy quá đơn giản. Giang Dật trầm mặc, trọn vẹn nửa nén hương sau mới ngẩng đầu lên nói, Phong thống lĩnh, tiểu nô là muội ta, mặc dù Lân công tử là người bên trong Long Phượng, nhưng hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, nàng cũng không phải là rất tình nguyện cửa hôn sự này. Cho nên có thể không cho ta chút thời gian ta suy nghĩ thật kỹ dưới, mặt khác cũng phải nhìn xem tiểu muội ý tứ. 1 tháng thời gian như thế nào? 1 tháng, Lục Phong lắc đầu nói, 1 tháng khẳng định không được, nhiều nhất nửa tháng đi, ta cái này đem ngươi chuyển đạt trở về. Tốt, Giang Dật gật đầu nói, làm phiền Phong thống lĩnh, trễ chút ta đi hội kiến thành chủ đại nhân. Lục Phong miễn cưỡng cười một tiếng đi ra ngoài, tại cửa ra vào lúc mới truyền âm nói, Giang gia, có sự tình ngươi hẳn là nhìn thoáng chút, Lân công tử thiên tư tung hoành, đã bị dự định là 5 vị hậu tuyển thiếu tộc trưởng một trong những người được lựa chọn, tương lai tiền đồ vô lượng, có thể kết xuống cửa hôn sự này, ngày sau đối với Giang gia phát triển có chỗ tốt cực lớn. Tiểu nô tiểu thư gả ai không phải gả, rất nhiều tiểu thư muốn gả cho Lân công tử đều không có tư cách này, đúng không? Lục Phong cũng không phải là tin tưởng Giang Tiểu Nô là Giang Dật muội vẫn là nữ nhân, nếu là những người khác, hắn khẳng định vừa vào cửa sẽ còn nói chúc mừng. Không bằng hắn đối Giang Dật coi như có chút hiểu rõ, rất rõ ràng hắn người này phi thường chú trọng tình nghĩa, cũng không thích nhất loại này quyền sắc giao dịch, cho nên mới sẽ có như thế một khuyên. Lục Phong sau khi rời khỏi đây, Giang Dật mở ra trong sân vòng bảo hộ, sau đó một tay đối bên trong căn phòng vỗ bàn một cái, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Tấm kia thanh một cái bàn trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mảnh gỗ vụn rải đầy một chỗ. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiền Vạn Quán sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, Giang Dật trầm ngâm một trận mới nói ra, trễ chút ta đi gặp Lục Bình, nghe một chút nàng nói thế nào, lại mới quyết định. Hai người trong sân tinh tế thương nghị 2 canh giờ, chờ trời tối người yên về sau, Giang Dật đem Tiền Vạn Quán thu nhập đế cung bên trong, một người ra ngoài, trực tiếp lên phủ thành chủ lầu 2. Đại nhân, Thương Lang cầu kiến. Tại Lục Bình bên ngoài gian phòng, Giang Dật nói vừa xong, trong phòng liền mở ra, Lục Bình tựa hồ biết rõ Giang Dật sẽ đến, đang ngồi ở gian phòng bên trong chờ hắn. Ông, cửa phòng quan bế, bên trong cấm chế mở ra, Lục Bình khoát tay áo ra hiệu Giang Dật ngồi xuống, không đợi hắn nói chuyện tự mở miệng nói, Giang gia, lần này ta cũng không có cách, Lân công tử lần này là thẳng đến người cô em gái kia tới, đoán chừng có người ở sau lưng giật dây. Lân công tử người này nói như thế nào đây, phương diện khác không có vấn đề, liền là thích nhất đặc thù chủng tộc mỹ nữ, hắn cái này ham mê đã từng cũng náo ra rất nhiều phong ba, nhưng hắn ra là gia tộc thái thượng trưởng lão, sở dĩ việc này ta không giúp được ngươi, nếu là ngươi không cho người ta, ta cũng không giữ được ngươi. Ây, Giang Dật con ngươi ảm đạm, tựa hồ có loại nhận mệnh cảm giác, hắn nặng nề thở dài nói, ta chỗ này ngược lại là không có nhiều vấn đề, liền là tiểu muội bên kia không chịu, ta còn cần một chút thời gian khuyên nhủ nàng, còn có đại nhân. Chỉ có thể làm thiếp không thể là chính thê, bình thê cũng được. Không có khả năng, Lục Bình gặp Giang Dật nhả ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, giải thích nói, Giang gia, Lục gia làm mời 3 đại gia tộc, Lân công tử lại là gia tộc thế hệ tuổi trẻ cấp cao nhất công tử, chính thê tuyệt đối phải môn đăng hộ đối, tiểu nô tiểu thư chỉ có thể làm thiếp. Dạng này a, Giang Dật trên mặt có chút thất vọng, tiếp tục hỏi, vậy có thể hay không quang minh chính đại cưới, nếu không có cưới hỏi đàng hoàng, cứ như vậy đi theo Lân công tử đi, tiểu nô đoán chừng tình nguyện chết cũng không gả. Cái này, Lục Bình có chút khó khăn, kỳ thật Lục Lân nói là cưới chỉ là muốn cho Giang Dật một điểm mặt mũi, nói cho cùng chỉ là dùng 100 triệu công huân đổi lấy đồ chơi thôi, Lục Lân như thế nào lại như thế phiền phức minh cưới Giang tiểu nô. Nàng khoát tay áo nói, ngươi về trước đi khuyên nhủ muội muội của ngươi đi, việc này ta trời sáng cùng Lân công tử thương lượng một chút. Giang Dật chắp tay cáo lui, trở lại chính mình trong sân về sau, hắn đem Tiền Vạn Quán theo đế cung bên trong truyền tống ra, mặt mũi tràn đầy rét lạnh quát khẽ nói, liền theo chúng ta vừa rồi kế hoạch đi, Lục Bình vô tình, đừng trách chúng ta vô nghĩa. Chương 743, Thương Lang bọn hắn chạy trốn. Ngày thứ 2 giữa trưa, Lục Bình gọi đến Giang Dật, rõ ràng nói cho hắn biết, đi Bạch Long thành cử hành tiệc cưới đó là không có khả năng, bởi vì không thể nào là chính thê. Lục Lân cũng biểu thị nguyện ý tại Thiên Lôi thành xếp đặt buổi tiệc, hắn sẽ đích thân đi mời Bạch Long thành nổi danh công tử tiểu thư tới xem lễ, xem như cho đủ Giang Dật mặt mũi. Giang Dật mặt ngoài rất là thất vọng, cũng nói Giang tiểu nô còn không có đồng ý, cần một chút thời gian. Lục Bình biểu thị không có vấn đề, nhưng việc này trong nửa tháng nhất định phải định ra tới. Đồng thời biểu thị như việc này thành, nàng còn có thể tiếp tục đảm nhiệm Thiên Lôi thành thành chủ 5 năm, đến lúc đó có thể cùng Giang Dật tiếp tục buôn bán lôi thạch, kiếm lời lớn. Giang Dật trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, về sau mấy ngày một mực tại bản thân tiểu viện cùng phủ thành chủ vừa đi vừa về đi dạo, cuối cùng tại 5 ngày sau đó đem việc hôn nhân đứng yên xuống dưới, ước định 1 tháng sau ngay tại Thiên Lôi thành đại hôn. Lục Lân đại hỉ, cùng ngày liền mang theo một đám hộ vệ rời đi, Lục Vũ lại không đi, mỗi ngày nhàn nhã trong thành đi dạo, thỉnh thoảng còn đi Lôi Sơn bên kia nhìn một chút thiên địa kỳ quan, ý đồ cảm ngộ một chút đạo văn. Lục Bình đi, thành nội lại khôi phục bình tĩnh. Giang Dật mang theo Giang tiểu nô đi Lôi Sơn bên kia tiếp tục tu luyện, đào lấy lôi thạch, Phượng Loan cùng Tiền Vạn Quán lại tiếp tục duy trì thành nội sự tình, hết thảy nhìn đều rất bình thường. Lục Bình cũng thở dài một hơi, nàng không chỉ có không dám đắc tội Lục Lân, ngược lại muốn tận lực làm hắn vui lòng. Lục Lân cũng đáp ứng nàng, việc này như thành đời tiếp theo Thiên Lôi thành thành chủ vẫn là nàng. Giang Dật ban ngày nắm chắc thời gian đào lấy lôi thạch, ban đêm thì tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm ngộ cuối cùng một loại đạo văn. Hắn vận khí rất không tệ, vẻn vẹn 16 ngày, cuối cùng vừa gieo xuống giai đạo văn rốt cuộc thành công nhập môn, đạo văn tu luyện khó khăn nhất liền là nhập môn, đằng sau ngược lại thuận lý thành chương, có thể nhẹ nhõm lĩnh hội. Trong khoảng thời gian này Tiền Vạn Quán không tiếp tục đi giao dịch, là Lục Bình ra lệnh, nói đại hôn sắp đến, cũng đừng ra loạn gì. Lục Bình ý tứ rất rõ ràng, đại hôn trước đó ai cũng không thể rời đi Thiên Lôi thành. Thứ 19 ngày, lôi lĩnh phía trên ngồi xếp bằng Giang Dật đôi mắt đột nhiên mở ra, 9 loại hạ giai đạo văn toàn bộ cảm ngộ thành công, còn kém một bước cuối cùng dung hợp. Hắn trong con ngươi lôi quang lấp lánh, như điện quét về phía Lôi Sơn, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Nếu là lại cho hắn một chút thời gian, hắn tuyệt đối có thể căn cứ Lôi Sơn bên trong đạo vận, đơn giản đem cái này thượng giai đạo văn dung hợp. Không thể tại Lôi Sơn phụ cận tu luyện, muốn dung hợp cái này thượng giai đạo văn hội phiền phức rất nhiều. Đại hôn sắp đến, Giang Dật chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ dung hợp, hắn nhắm mắt lại lần nữa tinh tế đi cảm ngộ kia tia đạo vận, đem cái kia đạo vận thật sâu khắc vào trong đầu. Cứ việc về sau có thể sẽ dần dần quên lãng, nhưng trong thời gian ngắn vẫn có thể rõ ràng hồi ức, sẽ đối với về sau dung hợp có rất lớn trợ giúp. Đi, vào buổi tối, Giang Dật thân thể đằng không mà lên, đem đế cung thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn, hắn thân thể tựa như tia chớp hướng lôi lĩnh chỗ sâu bay đi. Trên đường đi hắn đều là bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, gặp lôi thạch tựu đào, trọn vẹn đào một đêm, tại trời sắp sáng thời điểm, hắn bay đến lôi sơn phụ cận. Hắn dùng hỏa linh châu không ngừng thu lấy lôi sơn bên ngoài lôi hỏa, lại đem lôi hỏa dẫn vào thể nội, mượn nhờ cửu thiên tinh thần chi lực tế luyện. Các loại chờ hỏa linh châu bên trong toàn bộ đều là tế luyện lôi hỏa về sau, trời đã hoàn toàn sáng rồi, hắn đem trên mặt đất lôi thạch thu lấy, thật sâu nhìn một cái lôi sơn, thân thể hướng thiên lôi thành phương hướng bay đi. Giang gia, trên đường tao ngộ đến đây thu lấy lôi thạch võ giả, Giang Dật mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, thẳng tắp bay trở về thiên lôi thành. Thành nội một mảnh quạnh quẽ, cũng không có quá nhiều người, Giang Dật về tới bản thân tiểu viện, nhìn thấy Phượng Loan cùng Tiền Vạn Quán đang ngồi ở trong đại sảnh chờ hắn, hắn trầm giọng hỏi, hết thảy tất cả an bài xong. Tốt, Tiền Vạn Quán nhẹ gật đầu, Giang Dật đem hai người thu nhập đế cung bên trong trực tiếp ra ngoài, hắn dẫn người đi phủ thành chủ, trên một người phủ thành chủ lầu 2. Lục Bình nhiệt tình tiếp đãi hắn, biểu thị Lục Lân bên kia đã sớm đưa tin tới, đã ở trên đường, đoán chừng tối nay hoặc là trời sáng liền có thể đến, bên này lễ đường cũng bố trí xong, đến lúc đó phụ cận thành chủ cũng sẽ tới xem lễ. Giang Dật liên tục biểu thị cảm tạ, cùng Lục Bình thương nghị một cái buổi chiều, chờ mặt trời lặn thời gian mới đứng dậy cáo từ. Ông, ngay tại Giang Dật rời đi phủ thành chủ, nhanh đến bản thân tiểu viện lúc, lôi lĩnh bên kia đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt không gian ba động, phía đông bầu trời lôi long cuồng vũ, phong vân biến sắc, một cỗ khí tức kinh khủng theo bên kia truyền đến, toàn thành người đều cảm ứng được. Hiu hiu hiu, Lục Bình cùng thành nội một tên khác thiên quân đỉnh phong theo trong phủ thành chủ bay vụt mà lên, thành nội thập đại thống lĩnh cũng toàn bộ bay lên không. Lục Bình nổi giận giống to, tên hỗn đản nào dám đi công kích lôi sơn lôi điện lớn trận, nếu là hủy, toàn thành người đều muốn chết. Hiu, Lục Bình cùng tên kia thiên quân đỉnh phong hóa thành hai đạo bạch quang hướng lôi sơn bên kia bay đi, thập đại thống lĩnh cũng sắc mặt đại biến, dẫn người điên cuồng hướng bên kia phóng đi. Lục Bình không có nói sai, tụ lôi trận nếu là hủy, không chỉ có toàn thành dịch nô muốn chết, Lục Bình cùng bọn hắn cũng muốn chết. Như đăng, tốc độ dẫn người tới xem xét, Giang Dật thân thể nổ bắn ra mà lên, nổi giận giống to, chờ Dương Đông bay lên không bay đi, trong tay hắn một cái màu đen phong thư vọt tới, hắn truyền âm qua nói tra rõ ràng về sau, lại mở ra phong thư. Dương Đông cảm giác có chút không hiểu thấu, phát sinh đại sự như thế, Giang Dật vì sao chính mình không đi trả lại cái gì phong thư, bất quá Giang Dật đã hạ lệnh, hắn không dám nói gì, dẫn người nhanh chóng hướng bên kia bay đi. Hưu, đám người rời đi nửa nén hương thời gian, Giang Dật đột nhiên về phía tây cửa thành bay đi, nhìn thấy cửa thành có người ngăn cản, hắn mặt lạnh nổi giận nói, Lân công tử bọn hắn tới, ta đi trước nghênh đón, các ngươi lập tức đi bẩm báo thành chủ đại nhân, để nàng điều tra rõ chuyện đã xảy ra về sau, ra khỏi thành nghênh đón. A nha, cửa thành không có thống lĩnh tại, những cái kia cấp thấp hộ vệ bị lôi sơn chuyện bên kia dọa phát sợ, nào dám nói nửa câu nói nhảm, chỉ có thể mơ hồ nhìn qua Giang Dật rời đi, trong đầu còn tại trần chờ, Giang Dật làm sao biết Lân công tử tới. Hưu, Giang Dật toàn lực phi hành, chỉ là thời gian một nén nhang tựu bay ra thiên lôi đảo, ngay một khắc này, thiên lôi thành phương hướng chuyển đến một đạo kinh thiên bạo giống, Thương Lang, ngươi dám trốn, coi như ngươi bỏ chạy chân trời góc biển, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, Giang Dật cất tiếng cười to, nguyên lực quán chú trầm giọng hét lớn, thành chủ đại nhân, ngươi bất nhân ta chỉ có thể vô nghĩa, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đuổi giết ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Suy suy, nói xong Giang Dật hai tay sáng lên bạch quang, trực tiếp tê liệt không gian độn thiên mà đi, hắn đã dò xét phụ cận, cũng không có cường giả dừng lại, Lục Bình bọn người khoảng cách còn xa, căn bản không thể phán đoán hắn là thế nào thoát đi. Ông, không gian một cơn chấn động, khe hở dần dần khép lại, khắp nơi bình tĩnh lại, Giang Dật biến mất vô tung vô ảnh. Vù vù, trong chốc lát về sau, thiên lôi ở trên đảo hai đạo hắc quang phá không mà đến, Lục Bình cùng một tên khác thiên quân đỉnh phong giận làm đầy mặt bay tới, hai người thần thức cực lực dò xét, nhưng khắp nơi nào có Giang Dật thân ảnh. Hiu hiu hiu, thập đại thống lĩnh mang theo một đám hộ vệ cũng nhanh chóng theo tới, lôi sơn bên kia cũng không có đại sự, là hai tên cấp thấp kim cương cường giả công kích lôi sơn, đưa tới tụ lôi đại trận phản phệ. Hai người đã bị lôi điện tươi sống oanh sát, Lục Bình đi qua sau mới thức tỉnh tới, đây là Giang Dật kế điệu hổ ly sơn. Vù vù, đúng lúc này, bầu trời xa xa truyền đến một tràng tiếng xé gió, mấy chục chiếc hào hoa phi liễn bay nhanh mà đến, phía trước nhất một tên phong thần như ngọc tuổi trẻ công tử, không phải Lục Lân là ai? Phi liễn rất nhanh tới gần, Lục Lân nhíu mày hỏi, Lục Di, chuyện gì xảy ra, ta làm sao thật xa cảm giác được bên này không gian ba động tại kịch liệt ba động. Lục Bình ánh mắt quét qua vô số phi liễn, phát hiện đều là Bạch Long Quần Đảo đại gia tộc thiếu gia tiểu thư, trên mặt nàng thần sắc so chết cha ruột còn khó nhìn hơn, cắn răng khóc tang nói ra, Lân công tử, lão thân làm việc bất lợi, Thương Lang bọn hắn chạy trốn, chương 744, người nhất định muốn sống sót. Cái gì? Lục Lân một tấm khôi ngô mặt trong nháy mắt bóp méo, Giang Dật chạy trốn, đây không phải là Giang Tiểu Nô cũng chạy trốn, hắn mời Bạch Long Quần Đảo vô số hào môn công tử tiểu thư đến đây xem lễ, lại tân nương lại chạy. Cái này xem lễ xem chính là cái gì, xem chính là hắn Lân công tử chê cười sao? Ngươi xác định? Lục Lân đôi mắt lấp lóe, lần nữa hỏi một tiếng, nhìn thấy Lục Bình bọn người sắc mặt ảm nhiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không còn cách nào bảo trì phong độ, nổi giận giống to, các ngươi đều là phế vật sao? Lục Bình, hai người các ngươi là thiên quân đỉnh phong, lại cho một cái kim cương võ giả chạy trốn, bọn hắn chẳng lẽ có thể phi thiên độn địa? Lục Bình đều vẻ mặt cầu xin, giải thích nói, Lân công tử, cái này Thương Lang quá giảo hoạt, phái hai tên tử sĩ đi công kích Lôi Sơn, đem chúng ta đều hấp dẫn tới. Sau đó trước tiên chạy ra Thiên Lôi Đảo, chờ chúng ta đuổi theo lúc, bọn hắn lại quỷ dị biến mất không thấy, bọn hắn vừa mới đào tẩu một lát, lão thân đang chuẩn bị dẫn người đuổi theo đâu. Còn đứng ngây đó làm gì, lập tức đuổi theo cho ta, không tìm được người, các ngươi cũng đừng trở về. Lục Lân giống to, ánh mắt quét qua sau lưng mấy chiếc phi liễn phẫn nộ quát, phàm thúc các ngươi cũng dẫn người lập tức điều tra phương viên trăm vạn lý, tiểu tử kia chỉ có kim cương cảnh thực lực, hắn một nữ nhân cũng bất quá hạ giai thiên quân, tuyệt đối trốn không xa, đuổi kịp bọn hắn cho ta, bắt sống trở về. Tốt, Lục Lân thiên quân đỉnh phong hộ vệ hai tay mở ra, thân thể hóa thành một cái diều hâu hướng phía bắc bay đi, còn lại hộ vệ cũng nhao nhao theo bốn phương tám hướng bay đi, bốn phía dò xét tìm. Các ngươi cũng đi tìm kiếm, có khả nghi người trước cầm xuống lại nói. Đúng, dám trêu chọc Lân ca, cái kia chính là trêu đùa chúng ta, toàn bộ người đều phân tán ra ngoài, đem phương viên mấy trăm vạn lý đều bố trí xuống thiên la địa võng, nhất định muốn đem đám này cẩu tặc bắt trở lại. Đằng sau mấy chục chiếc phi liễn, rất nhiều Bạch Long Quần Đảo công tử tiểu thư đều nhao nhao hạ lệnh để bản thân hộ vệ đi theo truy tra. Các nàng hôm nay được thỉnh mời đến xem lễ, lại thấy được Lục Lân chê cười, như Lục Lân không phải Lục gia công tử bọn hắn khẳng định hội cười nhạo không ngừng, giờ phút này nội tâm mặc dù giống nhau nhịn không được cười to, mặt ngoài vẫn là phải cho Lục Lân mặt mũi. Hiu, hiu, gần ngàn thiên quân hóa thành lưu quang hướng bốn phương tám hướng phóng đi, bằng nhanh nhất tốc độ tại phương viên mấy trăm vạn lý tìm tòi. Giang Dật mấy người giống như thực lực chẳng ra sao cả, kia nhiều người như vậy điều tra, trừ phi hắn thật có thể độn thiên nhập địa, nếu không tuyệt đối trốn không thoát. Giang gia chạy trốn, Thiên Lôi Thành bên trong một mảnh xôn xao, Lục Lân muốn cưỡng ép cưới Giang Tiểu Nô sự tình, rất nhiều người đều có nghe nói, trong khoảng thời gian này thành nội cũng đang chuẩn bị đại hôn. Mọi người vốn cho rằng Giang Dật khuất phục, lại không nghĩ rằng hắn như thế dữ dội, liền Lục gia chính quy công tử cũng dám đùa nghịch. Dương Đông trước tiên lấy ra phong thư, phát hiện bên trong có một cái không gian giới chỉ còn có một phong thư, hắn nhìn lướt qua, ánh mắt lộ ra một vòng thất lạc cùng tiếc nuối, đưa cho bên cạnh Ngưu Đăng. Chư vị huynh đệ, nhìn thấy phong thư này thời điểm, Giang mỗ đã rời đi, rất xin lỗi không thể mang các ngươi đi, là bởi vì đi theo ta các ngươi hội nguy hiểm hơn, đang quyết định đi một khắc này, ta sẽ nhất định cùng Lục gia quyết liệt, cũng sẽ bị Lục Lân Lục Bình bọn người truy sát, tội đảo rất lớn, nhưng 13 nhà tộc cường đại các ngươi hẳn là tinh tường. Ta đi, các ngươi khiêm tốn một chút hẳn là sẽ không bị liên lụy, Dương Đông ta sau khi đi ngươi tiếp nhận vị trí của ta, nếu là Lục Bình tìm ngươi hợp tác, ngươi có thể cùng hắn hợp tác, nhưng phải cẩn thận nàng sau đó giết người diệt khẩu. Chư vị huynh đệ, rất vinh hạnh nhận biết các ngươi, cũng rất xin lỗi không thể tiếp tục cùng các ngươi kề vai chiến đấu, Dương Đông giúp ta chiếu cố thật tốt Tiểu Hồng, Linh đang tỉ nhắc nhở ta không có làm đến, về sau có cơ hội ta ngay mặt hướng nàng thỉnh tội. Lần nữa cùng các ngươi nói tiếng thật xin lỗi. Trong không gian giới chỉ có 100 triệu thiên thạch, Dương Đông người phân thoáng cái, như có cơ hội, chúng ta lại đem rượu ngôn hoan. Chữ không phải Giang Dật chữ, nhưng ngữ khí lại là Giang Dật ngữ khí, phi thường chân thành. Rất có thể là Giang Dật chính miệng giảng thuật, Tiền Vạn Quán viết thay, Như Đang xem hết thật dài thở dài, cõng qua mặt đi lặng yên vuốt một cái nước mắt. Hai người đi theo Giang Dật một năm, Giang Dật đối bọn hắn có tình có nghĩa, chưa bao giờ xem như thuộc hạ xem, không phải huynh đệ thắng là huynh đệ. Hai người không phải lãnh huyết vô tình người, tự nhiên có thể cảm thụ được. Bây giờ Giang Dật đi, cũng không có mang theo mọi người đi, Dương Đông cùng Ngưu Đăng không có một chút trách tội Giang Dật ý tứ, ngược lại không hiểu cảm thấy thương cảm. Có lẽ bọn hắn đời này rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy cái này thần kỳ thiếu niên, cái tuổi này so với bọn hắn nhỏ rất nhiều. Huynh đệ, Giang gia, ngươi nhất định muốn sống sót, hảo hảo sống sót. Hai người đồng thời một tay xoa ngực, có chút khom người, ánh mắt nhìn qua phương hướng tây bắc bầu trời, yên lặng cầu nguyện, là Giang Dật tiến đưa. Giang Dật hoàn toàn chính xác có thể độn thiên nhập địa, giờ phút này hắn ngay tại phóng thích độn thiên thần kỹ. Đang quyết định hắn đào tẩu kia một ngày, hắn đã cùng Tiền Vạn Quán thương lượng xong, lần này chỉ có thể mạo hiểm độn thiên trốn, nếu không tất cả mọi người sẽ chết không nơi táng thân. Muốn phóng thích độn thiên, kia phụ cận khẳng định không thể có cường giả, nếu không rất dễ dàng bại lộ thân phận. Đến lúc đó nói không chừng rất nhiều gia tộc cường giả đều sẽ tới đuổi giết hắn, cướp đoạt trên người hắn chí bảo. Sở dĩ Tiền Vạn Quán mới định ra đến, để hai tên hồn nô đi công kích Lôi Sơn, hấp dẫn Lục Bình lực chú ý. Giang Dật độn thiên phương hướng là phía nam, hắn muốn đi Lam Long Quần Đảo, hắn không phải muốn đi tìm Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ, mà là mượn đường đi Thần Tứ Đảo. Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ đã tại Lam Long Quần Đảo an nhàn ở, không ai biết rõ thân phận của các nàng, trong thành cũng sẽ an toàn vô cùng, trừ phi hắn tại Thần Tứ Thành bên trong xác định an toàn, mới có thể đem hai người nhận lấy. Thần Tứ Bộ Lạc có 13 nhà tộc, trong đó 9 đại yếu nhược gia tộc phân biệt thống trị 9 đại quần đảo, Cửu Long đoạt châu, Cửu Long liền là 9 đại quần đảo, châu thì là Thần Tứ Đảo, còn lại 4 đại tối cường gia tộc thì liên thủ thống trị Thần Tứ Đảo. Thần Tứ Đảo rất lớn, cũng là thiên địa nguyên lực nồng nặc nhất bảo địa, ở nơi đó Lục gia lực ảnh hưởng sẽ phi thường yếu. Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán cẩn thận phân tích, nếu bọn họ có thể thành công tiến vào thành nội, mua một cái trạch viện định cư lại, coi như Lục Lân biết rõ hắn tại Thần Tứ Thành khẳng định cũng không làm gì được hắn. Một đường độn thiên, hắn không dám độn hành quá xa, nếu là không cẩn thận theo đại thành trì bên trên độn hành mà qua, gây nên thành nội thiên quân cường giả tối đỉnh chú ý, một chiêu đem hắn theo vết nứt không gian bên trong chấn động ra, hắn liền phải xong đời. Sở dĩ hắn chỉ là độn hành gần nửa canh giờ, vượt ngang hơn 2000 vạn dặm đường tựu xé rách hư không bay ra, vừa ra tới hắn thần thức bốn phía liếc nhìn, xác định phụ cận không có thành trì không có cường giả về sau, hắn thở một hơi thật dài. Theo coi là, hắn đã tới Lam Long Quần Đảo phạm vi thế lực, Lục Bình bọn người muốn đuổi theo vậy tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hắn không dám khinh thường, cấp tốc hướng phía nam tiếp tục phi hành, tìm một cái không người tiểu hải đảo, lấy ra một thân trường bào màu đen đem toàn thân đều bao phủ trở ra, hắn lúc này mới tiếp tục hướng phía nam bay đi. Hiu hiu hiu, phi hành số vạn lý, khi đi ngang qua một cái tiểu hải đảo lúc, hải đảo bên trong bay ra mấy trăm võ giả, toàn bộ đằng đằng sát khí khóa chặt hắn, một tên hạ giai thiên quân thủ lĩnh bạo hống, giao ra cổ thần nguyên giới cùng tất cả bảo vật, tha cho ngươi một mạng. Sơn phỉ, Giang Dật lông mày nhíu lại, thần thức hướng hải đảo bên trong dò xét mà đi, xác định hải đảo bên trong cũng không có cường giả ẩn núp về sau, hắn thân thể vạch phá bầu trời, không nói một lời phản lên núi phỉ bay đi. Dừng lại, nếu không giết chết bất luận tội. Sơn phỉ bên trong đôi mắt đều là kinh ngạc, tiểu tử này có phải hay không choáng váng, một người tại Thần Tứ Bộ Lạc hành tẩu không nói, bị người chặn giết không trốn, ngược lại vọt tới chịu chết. Chương 745, Huyễn Nguyệt Thạch, suy suy, Giang Dật rất nhanh nói cho bọn hắn, hắn cũng không ngốc, trong tay đế cung lóe lên, Phượng Loan xuất hiện trước tiên thả ra hắc ám đạo văn, đem khắp nơi bao phủ đi vào, đồng thời hắn nghi tâm 36 thanh hồn kiếm xuất hiện, như 36 thanh tử vong chi nhận bắn nhanh mà đi. Kề bên này ai biết có hay không nghịch thiên cường giả ẩn núp, hắn cũng không dám phóng thích lôi hỏa, như thế lập tức bại lộ thân phận. Mà lại, hắn không tại Thiên Lôi Đảo, lôi hỏa là dùng một điểm ít một chút, không đến thời khắc mấu chốt, hắn không dám vận dụng lôi hỏa. Phanh 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 phanh, đám này sơn phỉ thuộc về nhỏ nhất loại kia sơn phỉ quân đoàn, thiên quân võ giả chỉ có một người, lại như thế nào chống đỡ được Giang Dật hồn kiếm 36 đạo hồng quang bay qua, ngoại trừ tên kia hạ giai thiên quân, tất cả mọi người linh hồn sụp đổ mà chết, thân thể bất lực rơi xuống. Tên kia hạ giai thiên quân vừa mới nghĩ công kích, nhưng cảm giác trước mắt hồng quang lóe lên, 6 thanh hồn kiếm liền tiến vào mi tâm của hắn, bất quá lơ lửng tại linh hồn hắn trong thức hải không có công kích. Cái này thiên quân thoáng cái quỳ, chu lớn, đại nhân, ta đầu hàng, đừng giết ta. Giang Dật cũng không nên hồn nô, cái này cấp bậc thiên quân cũng căn bản không có nửa điểm tác dụng, hắn sở dĩ không giết hắn, là muốn hỏi một ít chuyện. Hắn trầm giọng nói ra, nơi này là địa phương nào, phụ cận có cái gì lớn hòn đảo? Thiên quân liên thanh trả lời, bẩm đại nhân, nơi này là Lam Long Quần Đảo, phía nam 100 vạn lý liền là Lam Quang Đảo. Lam Quang Đảo, Giang Dật âm thầm gật đầu, Tiền Vạn Quán có Thần Tứ Bộ Lạc địa đồ, hắn đối phụ cận coi như hiểu rõ. Lam Quang Đảo là Lam Long Quần Đảo một cái tương đối lớn hòn đảo, theo lý thuyết ở trên đảo hẳn là có cùng loại Hồng Nhật Thương Hội dạng này đại thương hội, có thể cưỡi thiên cơ thuyền một đường đến Thần Tứ Bộ Lạc. Hắn dừng một chút, Hỏi lại lần nữa, Lam Quang Đảo nhưng có lớn thương hội có được thiên cơ thuyền có thể an toàn tại Lam Long Quần Đảo hành tẩu cái chủng loại kia? Có, Thiên Quân gật đầu nói, Lam Quang Đảo nhất phương bắc bờ biển có một tòa cự đại sơn phong, nơi đó là một cái hắc thị cứ điểm gọi Đàn Lâu Đài, đại nhân đến đó có thể cưỡi thiên cơ thuyền, kia là Đàn Nguyệt Thương Hội cứ điểm. Tốt, người có thể chết. Giang Dật lạnh giọng nói một câu, khống chế 6 thanh hồn kiếm đột nhiên va chạm cái này Thiên Quân linh hồn, cái này Thiên Quân thực lực rất yếu, hoàn toàn không có linh hồn phòng ngự thủ đoạn, linh hồn bị va chạm mấy chục lần tự hỏng mất, bất lực đập xuống dưới, đem phía dưới nước biển tóe lên bọt nước đoá đoá. Ông, hắc vân dần dần tán đi, Phượng Loan cùng Giang Dật thân thể phủ giữa không trung, Giang Dật thân thể phi thân mà xuống, đem mọi người cổ thần nguyên giới thu sạch lên ném cho Phượng Loan, hai người hướng phía nam phá không mà đi. Đoán chừng phụ cận rời đi Lam Quang Đảo rất gần, hai người trên đường không còn có gặp được sơn phỉ, phi hành nửa canh giờ trước mặt xuất hiện một cái cự đại hòn đảo, so Bạch Hổ đảo ít đi một chút, hai người cũng thật xa liền thấy một tòa cự đại sơn phong. Ông, đế cung lóe lên, Giang Dật đem Tiền Vạn Quán cùng Kim Giao truyền tống ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiền Vạn Quán nói, Vạn Quán, ngươi cũng đã biết Đàn Nguyệt Thương Hội. Đương nhiên biết rõ, Tiền Vạn Quán gật đầu nói, cái này thương hội so Hồng Nhật Thương Hội còn muốn lớn hơn nhiều a. Cái này thương hội tại Thần Tứ Bộ Lạc đều tính toán nổi danh, lão đại ngươi hỏi cái này để làm gì? Giang Dật chỉ vào phía trước này tòa đỉnh núi nói, phía trước có thể liền là Đàn Nguyệt Thương Hội cứ điểm, chúng ta đi qua dò xét thoáng cái. Tốt, Tiền Vạn Quán thoáng cái hai mắt tỏa ánh sáng, nếu thật là Đàn Nguyệt Thương Hội, mọi người đến Thần Tứ Bộ Lạc vậy sẽ an toàn rất nhiều. Vù vù, 4 đạo thân ảnh phá không mà đi, Giang Dật thần thức hướng phía trước tòa kia cự đại sơn phong quét tới, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hiển nhiên sơn phong bên trong có cường đại huyễn cảnh. Giang Dật nhắm mắt lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, quả nhiên phát hiện phía trước có rất nhỏ cấm chế ba động, hắn mở to mắt quát khẽ một tiếng nói, đi. Ba người đi theo Giang Dật lên núi đỉnh phía trên bay đi, ngọn núi này khoảng chừng 1000 trượng cao bao nhiêu, còn vừa ven biển, sóng biển mãnh liệt đánh vào trên vách đá dựng đứng, phát ra trận trận sóng lớn âm thanh. Hiu hiu hiu, Giang Dật mấy người khẽ dựa gần đỉnh núi. Phía trên bạch quang lóe lên mười mấy tên thiên quân bay vọt mà ra, một tên trung giai thiên quân quát khẽ nói, người kia dừng bước, nơi này là Đàn Lâu Đài, bình thường người không được đi vào. Giang Dật bọn người bỗng nhiên giữa không trung, Tiền Vạn Quán cười bay qua cùng cái này trung giai thiên quân thương lượng, không lâu lắm hắn hướng Giang Dật bọn người khua tay nói, lão đại, có thể tiến vào. Đi, mọi người bay đi, trước mắt bạch quang lóe lên cảnh vật đại biến dạng, trên đỉnh núi đều là từng tòa chỉnh tề lâu đài nhỏ, bốn phía cảnh sắc yêu mỹ. Tựa như một cái không trung hoa viên. Lão đại, bên này, Tiền Vạn Quán ở phía trước dẫn đường, mang theo mọi người tiến vào một cái lâu đài nhỏ, đi vào hắn thật hưng phấn nói ra, lão đại, Đàn Nguyệt Thương Hội có thiên cơ thuyền có thể trực tiếp đi Thần Tứ Bộ Lạc, bất quá giá cả hơi đắt, một ngày sau thiên cơ thuyền đã đến. Không, chúng ta không đi Thần Tứ Bộ Lạc, Giang Dật lắc đầu nói, chúng ta đi trước Hắc Long Quần Đảo, lại chuyển đi Thần Tứ Bộ Lạc, ta đoán chừng Lục Lân bọn người sẽ phái người đi Thần Tứ Đảo bên ngoài chặn đường. Nếu bọn họ dẫn người Đàn Nguyệt Thương Hội khẳng định không dám không nể mặt mũi, đây chính là 13 nhà tộc công tử. Lão đại nói có đạo lý, Tiền Vạn Quán suy nghĩ một trận, tán đồng nói, vậy chúng ta cưỡi thiên cơ thuyền tại Thần Tứ Bộ Lạc bên trong đi dạo, cuối cùng tìm thành nhỏ ở lại một năm nửa năm. Lục Lân người luôn không khả năng một mực tại Thần Tứ Đảo bên ngoài dừng lại a, mà lại chúng ta còn muốn đổi thừa thiên cơ thuyền, dạng này Lục Lân bọn người muốn tra cũng không tra được. Ân, lão đại các ngươi nghỉ ngơi trước. Ta đi làm một chút điểm tình báo cùng tư liệu, lại xác định hành tẩu lộ tuyến nha. Tốt, Giang Dật nhẹ gật đầu, hắn đem Giang Tiểu Nô cùng Thanh Ngư cũng phóng ra, tránh cho hai người lo lắng. Mọi người ngay tại trong đại sảnh nghỉ ngơi, Tiền Vạn Quán đi tiểu nửa ngày sau trở về, hắn vừa tiến đến tự nhếch miệng cười to nói, lão đại, ta lấy được mấy món đồ tốt. Thứ gì? Giang Dật lông mày trao lên, Tiền Vạn Quán trên thân bạch quang lóe lên, cả người đột nhiên đại biến dạng, biến thành một cái nũng nịu mỹ nhân. Thấy Giang Dật bọn người nổi da gà một chỗ. Không đúng, đây là chướng nhãn pháp. Giang Dật thần thức tìm tòi phát hiện Tiền Vạn Quán trên thân mông lung, hẳn là dựa một loại nào đó bảo vật cải biến ngoại hình mà thôi. Ông, Tiền Vạn Quán trên thân bạch quang lại lóe lên, biến thành một cái trung niên đại hán, hắn nhếch miệng cười nói, lão đại, ta mua đến mấy khỏa huyễn nguyệt thạch, có thể tại thân thể bên ngoài bố trí tiểu huyễn cảnh, chỉ cần không phải linh hồn cường đại võ giả, hoặc là thượng giai thiên quân tuyệt đối nhìn không thấu chúng ta diện mục chân thật. Quả nhiên là đồ tốt, Giang Dật gật đầu thầm khen, đại thiên thế giới quả nhiên không thiếu cái lạ, hắn tiếp nhận Tiền Vạn Quán đưa tới một cái màu đen thạch đầu, nguyên lực vần quanh nhẹ nhõm luyện hóa, tâm niệm vừa động trên thân bạch quang lấp lánh, trên người hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Phượng Loan bọn người lại nhìn thấy hắn biến thành một cái tóc trắng xóa lão đầu. Thứ này hơi đắt, ta chỉ mua 3 viên, Loan tỷ ngươi luyện hóa 1 viên đi, về sau chỉ chúng ta 3 người ra mặt, Tiểu Nô cùng Thanh tỷ Kim Giao tựu đợi tại đế cung bên trong đi. Tiền Vạn Quán đưa cho Phượng Loan 1 viên, tiếp lấy giải thích nói, lão đại, lộ tuyến ta chế định tốt, trời sáng chúng ta cưỡi thiên cơ thuyền, tại Lam Thổ dưới đảo thuyền, đổi thừa mặt khác một chiếc thiên cơ thuyền đi Hắc Long quần đảo, trực tiếp vào Hắc Long Thành. Tại Hắc Long Thành chúng ta cưỡi truyền tống trận rời đi, đến Hắc Long quần đảo phía nam Hắc Dương Thành, đổi lại thừa thiên cơ thuyền đi Tử Long quần đảo, cuối cùng tại Tử Long quần đảo Tử Ngọc Thành ở lại nửa năm. Tốt tốt, người cùng Phượng Nhi đi an bài là được. Giang Dật nghe được một trận choáng đầu, Tiền Vạn Quán cùng Phượng Loan đối với thần tứ bộ lạc hiểu so với hắn nhiều, việc này các nàng đi an bài chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Thiên thạch còn chưa đủ, xem ra đi Tử Long quần đảo sau phải nghĩ biện pháp săn giết một chút sơn phỉ a. Giang Dật trong lòng nghĩ là một chuyện khác, các nàng bản thân thiên thạch độ không đủ, trước khi đi lại cho Dương Đông bọn người 100 triệu, đoạn đường này tốn hao đoán chừng cũng là to lớn, chờ tìm thành nhỏ định cư sau hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm thiên thạch, nếu không căn bản không có tư cách đi thần tứ thành vào ở. Thần tứ thành, nghĩ đến thần tứ thành, nội tâm của hắn lại là thấp thỏm, lại là hưng phấn, không biết đi thần tứ thành lại sẽ tao ngộ cái gì đâu. Chương 746, hình người bảo yêu, tìm không thấy. Thiên Lôi Thành bên trong, Lục Lân nổi giận vỗ phía trước Tử Kim Đài, kia Tử Kim Đài toàn bộ bởi Tử Kim rèn đúc mà thành, lại bị hắn một chưởng vỗ thành nát bấy. 10 ngày, gần ngàn tên thiên quân đem phụ cận ngàn vạn dặm đều lục soát mấy lần, nhưng liền Giang Dật ảnh tử cũng không thấy. Lục Bình bất đắc dĩ trở về báo cáo, Lục Lân bị đè nén 10 ngày lửa giận triệt để bạo phát. Hắn cuồng loạn giống to, Phàm Thúc, đưa tin về gia tộc cho Vinh Thúc, để hắn điều động Lục gia quân tình đường cho truy tra bọn hắn. Lục Bình đem Giang Dật đám người tư liệu toàn bộ báo cáo, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải tìm đến bọn hắn, nếu không ta Lục Lân không cần tại bộ lạc lăn lộn. Lục Bình đôi mắt co rụt lại, vận dụng Lục gia ngành tình báo, vậy liệu rằng cha ra Giang Dật trước kia cùng nàng cùng một chỗ buôn bán lôi thạch sự tình, nhưng việc này trêu đến Lục Lân tức giận như vậy, nàng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể hy vọng Tiền Vạn Quán làm việc đủ ẩn nấp, không có để lại một điểm chứng cứ. Người tới, đi đem Thương Lang thủ hạ toàn bộ bắt được, nghiêm hình tra tấn tra hỏi Thương Lang tư liệu cùng tin tức. Lục Lân quay đầu lại hạ lệnh, Lục Bình tâm run lên, như những người này chịu không được áp lực đem Giang Dật cùng nàng sự tình toàn bộ phun ra, vậy cần phải xong đời a. Nàng liên thanh nói ra, Lân công tử, Thương Lang thủ hạ ta quen thuộc, ta cái này phái người đem bọn hắn toàn bộ bắt lại nghiêm hình tra tấn. Vậy còn không đi làm? Lục Lân chừng Lục Bình một chút, như Lục Bình phía sau không phải có một tên Lục gia trưởng lão, 10 ngày trước hắn tự một trưởng đem Lục Bình chụp chết. Trong phủ thành chủ thế nhưng là ở hơn 10 vị công tử tiểu thư đâu, mặt của hắn đều mất hết. Đường huynh, Lục Bình bọn người đi xuống, ngồi ở một bên Lục Vũ lại đột nhiên lên tiếng nói, ngươi nếu là muốn tóm lấy người này, ta đề nghị ngươi liên lạc một chút gia tộc khác công tử tiểu thư. Người này đã chạy trốn, vậy khẳng định không dám lưu tại Bạch Long quần đảo, rất có thể đi phía nam Lam Long quần đảo, phía bắc Lục Long quần đảo, hoặc là Thần Tứ đảo, đúng. Lục Lân trong mắt hàn quang lóe lên nói, ta cái này đi liên hệ còn lại gia tộc công tử, hỗ trợ truy tra, cái này cẩu tạp toái quá tà môn, nhiều người như vậy ngay dưới mắt thế mà có thể đào tẩu hắn, thật chẳng lẽ có thể độn thiên nhập địa. Lân công tử hùng hùng hổ hổ nhanh chân đi ra đi, Lục Vũ một đôi mắt đẹp lại lấp lánh không ngớt, miệng anh đào nhỏ có chút mở ra, thì thào tóc đỏ độn thiên nhập địa độn thiên thần kỹ, họ Giang nghe nói còn có một cái ngụy thần khí màu đỏ chiến giáp, chẳng lẽ là Giang Dật, làm Lục gia đệ nhất tiểu thư. Lục Vũ lòng cao hơn trời, bình thường nam nhân không vào được pháp nhãn của nàng, Giang Dật cái tên này cũng không phải bình thường người. Thần tứ bộ lạc cấp cao nhất công tử tư liệu nàng đều thu thập rất kỹ càng, nàng rất thông minh, biết mình hôn nhân khẳng định không làm chủ được, nhất định phải môn đăng hộ đối, cho nên nàng đem những này nổi danh đỉnh cấp công tử tư liệu thu thập, dạng này có thể sớm lựa chọn một vị giai tế. Giang Dật cái tên này, đoạn thời gian trước tại thần tứ bộ lạc rất nổi danh, có thể làm cho cửu đế gia tộc kinh ngạc. Tội đảo 13 nhà tộc vui gặp vui nghe. Giang Dật còn trẻ tuổi như vậy, tự danh chấn Đông Hoàng Đại Lục, đây càng để 13 nhà tộc rất nhiều tiểu thư đều chú ý thật lâu, sở dĩ Lục Vũ khi lấy được Giang Dật bộ phận tình báo về sau, thoáng cái tự có hoài nghi. Ai, nghĩ đến một trận, Lục Vũ đôi mắt thoáng cái vừa tối nhạt xuống dưới, Giang Dật lần này xem như triệt để đắc tội Lục Lân, cũng sẽ bị Lục gia chỗ không cho, coi như Thương Lang thật là Giang Dật, vậy cũng chỉ có thể là địch nhân. Mà lại, Giang Dật mặc dù tại Đông Hoàng Đại Lục rất nổi danh, nhưng về mặt thân phận vẫn như cũ không xứng với nàng. Lục Lân hơi sử dụng Lục gia lực lượng, toàn bộ Bạch Long quần đảo lập tức thần hồn nát thần tính, rất nhiều phụ thuộc Lục gia thế lực đều điều động, đem toàn bộ Bạch Long quần đảo lật ra một cái úp sấp. Đồng thời phụ cận mấy cái quần đảo cũng có vô số người điều động, Giang Dật hành tung tại nửa tháng sau tự bại lộ, Đàn Nguyệt Thương hội đổi trác Giang Dật tư liệu. Chỉ là, Giang Dật bọn người đằng sau đổi thừa khác thương hội thiên cơ thuyền, lại tiến vào Hắc Long Thành. Hắc Long Thành quá lớn, Giang Dật bọn người đi vào ngâm đều không có bốc lên một cái. Mà lại đã bị tra ra được, Tiền Vạn Quán tại đàn lâu đài mua 3 cái huyễn nguyệt thạch, vào thành sau ai cũng không biết bọn hắn biến thành bộ dáng gì, nếu là xem kỹ. Hắc Long Thành nội vài ức nhân khẩu, trừ phi Hắc Long quần đảo chúa tể cổ gia tộc trưởng hạ lệnh, nếu không ai cũng tra không tới. Lui một vạn bước nói, coi như cổ gia tộc trưởng hạ lệnh, Hắc Long Thành mỗi ngày nhiều người như vậy ra vào vào, Giang Dật bọn người dùng huyễn nguyệt thạch cải biến dung mạo, ai biết bọn hắn đi đâu. Tìm tòi một tháng sau, Lục Lân hạ lệnh thế lực khắp nơi ngừng điều tra, thần tứ bộ lạc quá lớn, Giang Dật không chủ động xuất hiện, hoặc là bại lộ hình tung căn bản không có cách nào truy tra. Dương Đông Ngưu đăng bọn người thụ một trận ra thịt nỗi khổ bị phóng ra, Lục Bình ngược lại là không dám làm loạn, vạn nhất giết bọn hắn bị Giang Dật biết được về sau, đem hai người buôn bán lôi thạch sự tình đâm một cái. Giang Dật dù sao bị Lục gia truy sát, không quan trọng, nàng lại thảm rồi, Lục gia tộc Pháp xâm nghiêm nàng muốn bị xử tử không nói, nàng nhất mạch kia cũng muốn bị liên lụy. Lục Lân cùng Lục Vũ đi, đám kia các công tử tiểu thư cũng riêng phần mình cưỡi phi liễn trở về, Lục Lân cùng Thương Lang sự tình cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bạch Long quần đảo, còn lại 13 nhà tộc công tử tiểu thư cũng đều chê cười. Lục Lân biệt khuất không thôi, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể lặng yên để mấy cái lớn thương hội truyền ra một câu phát hiện Giang Dật hành tung thưởng 100 triệu thiên thạch, đánh giết Giang Dật thưởng 300 triệu thiên thạch, bắt sống thưởng 500 triệu. Tin tức vừa truyền ra một mảnh xôn xao, Giang Dật đám người tư liệu cũng bị các sơn phỉ quân đoàn nắm giữ, nhất là Giang Dật lôi hỏa, Phượng Loan hắc ám đạo văn, Giang Tiểu Nô trên người mộng liên váy, những tài liệu này đều bị lan rộng ra ngoài, Giang Dật bọn người trở nên từng cái toàn thân đều là thiên thạch hình người bảo yêu. Trên thực tế, Lục Lân cũng hoài nghi Giang Dật thân phận, dù sao tứ phương thu tập được tư liệu cùng Giang Dật quá giống. Đồng dạng là tóc đỏ, đồng dạng niên kỷ, đồng dạng mặt ngoài thực lực cũng không cao, đồng dạng có được Hỏa Vân Khải, trọng yếu nhất chính là độn thiên, Giang Dật đột nhiên đi Lam Long quần đảo, cái này ngoại trừ độn thiên thần kỹ bên ngoài, không còn giải thích. Cứ việc đoán được Giang Dật thân phận, cứ việc Giang Dật từng để cho cửu đế gia tộc công tử nếm qua xẹp, nhưng Lục Lân muốn giết Giang Dật quyết tâm chưa bao giờ biến qua, từ nhỏ đến lớn hắn khi nào nhận qua như thế khuất nhục. Giang Dật giờ khắc này ở Tử Long quần đảo Tử Ngọc Thành. Tiền Vạn Quán cùng Phượng Loan an bài rất chu đáo chặt chẽ, mọi người đổi thừa mấy cái thương hội thiên cơ thuyền, lại tốn hao cách xù thiên thạch theo Hắc Long Thành nội cưỡi truyền tống trận, bằng vào huyễn nguyệt thạch cải biến dung mạo, một đường điệu thấp đã tới Tử Long quần đảo trung bộ thành nhỏ Tử Ngọc Thành. Tiền Vạn Quan sớm đã dùng thiên thạch đổi lấy rất nhiều công huân, tại Tử Ngọc Thành nội mua sắm một tòa trạch viện chỉ cần 10 vạn công huân, đây đối với bọn hắn tới nói là chín châu mất sợi lông. Mọi người tiến vào đại viện về sau, tự mở ra viện tử cấm chế, không còn có đi ra ngoài một bước, trong thành trì đều có xâm nghiêm quy củ, bất kỳ người nào không phải dò xét người khác viện tử, liền xem như thành nội quân hộ vệ đều không được, một khi phát hiện giết chết bất luận tội. Giang Dật đem đế cung lấy ra ngoài, tự đặt ở trong sân, không bằng hắn dùng Tiền Vạn Quán mua huyễn thạch bố trí một cái ảo cảnh, như vạn nhất có người dò xét vào đây, không cẩn thận nói vẫn là không phát hiện được. Hắn mang theo Phượng Loan bọn người tiến vào đế cung bên trong, độc lưu Kim Giao một người ở bên ngoài thủ hộ. Kim Giao xếp bằng ở đế cung phụ cận, nếu có bất kỳ tình huống gì hắn hội trước tiên thông chi Giang Dật, cái sau lại độn thiên mà đi. Phượng Nhi các ngươi liền tại bên trong đợi đi, Tiểu Nô ngươi bế quan tu luyện, Vạn Quán ngươi cũng tiếp tục tham ngộ linh hồn đạo văn mảnh vỡ đi. Chúng ta ngay tại cái này thành trì bên trong nghỉ ngơi một năm nửa năm, chờ trận này danh tiếng qua, lại nghĩ biện pháp làm thiên thạch, đi thần tứ thành. Giang Dật bàn giao một phen tiểu tiến vào một cái phòng bế quan tu luyện, hắn phải thừa dịp lấy trong đầu Lôi Sơn truyền đến đạo vận ký ức vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đi dung hợp cái kia thượng giai đạo văn. Bị lôi điện tẩy lễ mấy chục vạn năm Lôi Sơn, bên trong tự nhiên sinh ra đạo vận, không biết cái này thượng giai đạo văn dung hợp về sau uy lực sẽ có bao nhiêu đại. Giang Dật mặt mũi tràn đầy mong đợi thì thào một tiếng, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng nhập định. Chương 747, công tử, ngươi thật là thiên tài, lôi chi lực, hỏa chi lực, quang mang chi lực, hắc ám chi lực, lực lượng hủy diệt, sinh mệnh chi lực, phong lực, kim chi lực, thổ chi lực. Cái này cửu trung đê cấp đạo văn làm như thế nào dung hợp 9 loại thuộc tính khác nhau đạo văn có thể dung hợp sao? 9 loại hạ giai đạo văn tại Giang Dật trong đầu hiển hiện, đây là hắn tại Lôi Sơn bên trong cảm ngộ 9 loại đạo văn. Sai, hắn kỳ thật tại Lôi Sơn bên trong cảm ngộ chính là 8 loại, bởi vì hỏa chi lực đạo văn hắn trước kia tại huyết dạ hung trong nước liền đã cảm ngộ. Đây là 9 loại thuộc tính khác nhau đạo văn, cũng là các hệ cơ sở nhất đạo văn, cũng đều toàn bộ cấp thấp nhất thuộc tính chi lực đạo văn. Hắn đem Lôi Sơn bên trong cảm ứng đạo vận tách ra, từng cái cảm ngộ lại nghĩ biện pháp dung hợp, giờ phút này hắn liền chuẩn bị dung hợp. Chỉ là, tách rời đơn giản, muốn dung hợp lại là rất khó khăn, tỉ như một cái to lớn dây gai, người muốn tách ra 9 cái tiểu dây gai vậy rất đơn giản. Nhưng người muốn đem bọn chúng hoàn mỹ vô khuyết quấn quanh cùng một chỗ, vậy liền tương đối khó khăn. Đây cũng không phải là phổ thông quấn quanh, là hoàn mỹ dung hợp thành một cái. Trước cảm ngộ thoáng cái kia tia đạo vận, nhìn kỹ một chút nó là thế nào dung hợp. Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tại cái này trong trạng thái hắn có thể hòa tan vào bên trong vùng thế giới này, đối với thiên địa bên trong các loại thuộc tính nguyên tố cũng sẽ càng thân cận, lại càng dễ cảm ngộ đạo văn, dung hợp đạo văn. Trong đầu của hắn hiện ra Lôi Sơn bên trong kia tia đạo vận, tinh tế cảm ứng, thôi diễn, xác minh. Để hắn có chút thất vọng là hắn cũng không tại Lôi Sơn phụ cận, đạo này vận hồi tưởng lại rất là mơ hồ, rất nhiều mấu chốt địa phương nghĩ như thế nào đều không nhớ nổi. Một canh giờ, một ngày, 5 ngày, Giang Dật trong đầu kia tia đạo vận càng ngày càng mơ hồ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, dựa theo trong lòng mông lung ý nghĩ, chậm rãi đem lôi chi lực cùng hỏa chi lực dung hợp. Lôi có thể nhóm lửa, lôi chi lực dung hợp hỏa chi lực không có vấn đề, nhưng làm sao dung hợp còn lại đạo văn? Quang minh cùng hắc ám, hủy diệt cùng sinh mệnh đều là đối lập, sao có thể dung hợp? Phong lực, thổ chi lực, kim chi lực, đây là không liên quan nhau 3 loại lực lượng, lại thế nào dung hợp? 2 loại đạo văn dung hợp được đều nhức cả trứng, cái này còn muốn dung hợp 9 loại. Giang Dật nghĩ đến một trận, cảm giác đạo đau đầu, dứt khoát cái gì đều mặc kệ, trước tiên đem lôi chi lực cùng hỏa chi lực dung hợp lại nói. Hắn nuốt rất nhiều mai năng lượng đan, coi như mấy năm không ăn không uống cũng không có vấn đề gì, hắn chuyên tâm tìm hiểu đạo văn, bất kỳ cái gì sự tình đều không có đạo văn trọng yếu, hắn rốt cuộc không có cơ hội đi thiên lôi đảo, sở dĩ cũng có thể là đạt được lôi hỏa, một khi lôi hỏa tiêu hao hoàn tất, hắn đem không thể phóng thích lôi hỏa thần thuẫn, chiến lực cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Thời gian như lưu thủy, chớp mắt 3 tháng trôi qua. Bạch Long quần đảo bên kia đã bình tĩnh lại, rất nhiều sơn phỉ hùng tâm tráng trí muốn tìm đến Giang Dật bọn người, nhưng tìm 3 tháng vẫn như cũ không thu hoạch được gì, cũng ý vị tẻ nhạt. Tội đảo quá lớn, nhân khẩu đến trăm tỷ tính toán, lớn nhỏ thành trì ít nhất có mấy vạn cái, thành trì bên ngoài khắp nơi đều ẩn núp sơn phỉ, nếu muốn tìm đến Giang Dật không khác mò kim đáy biển a. Còn lại siêu cấp gia tộc công tử tiểu thư cũng không còn đi quản, dù sao chịu nhục cũng không phải các nàng, chỉ là xem Lục Lân mặt mũi ứng phó thoáng cái, có thể tìm tới đánh giết kia tốt nhất, tìm không thấy các nàng cũng không tâm tư đi để ý tới. Lục Lân, bị ngươi hại thảm. Tử Ngọc Thành một tòa trạch viện đế cung bên trong, Giang Dật bất đắc dĩ mở to mắt thầm mắng. Nếu không phải bị Lục Lân cái này nháo trò, hắn chỉ cần tại Lôi Sơn phụ cận lại lĩnh hội mấy tháng, cái này thượng giai đạo văn tuyệt đối có thể dung hợp, đi thần tứ thành thiên thạch cũng sẽ đầy đủ. 3 tháng, lôi chi lực cùng hỏa chi lực ngược lại là dung hợp, đáng tiếc còn lại đạo văn một cái đều dung hợp không được, mà lại hắn vốn cho là lôi chi lực cùng hỏa chi lực dung hợp, có thể phóng xuất ra lôi hỏa, lại phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. Lôi chi lực thêm hỏa chi lực không phải là lôi hỏa. Tiếp tục dung hợp, thời gian mới trôi qua 3 tháng, Giang Dật thần thức quét ra đế cung hỏi thăm Kim Giao một phen, cái sau nói hết thảy an toàn, hắn cũng mặc kệ, tiếp tục dung hợp đạo văn. Trong đầu Lôi Sơn kia tia đạo vận hoàn toàn biến mất, vô luận Giang Dật làm sao hồi tưởng đều nghĩ không ra, hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi, nghĩ biện pháp tiếp tục dung hợp còn lại đạo văn. Lại là 2 tháng đi qua, Giang Dật mở to mắt đứng lên, trong mắt đều là thất vọng, đạo văn này rất khó khăn dung hợp, không có đạo vận chỉ đạo cùng dẫn dắt, hắn không có phương hướng, hoàn toàn không biết nên làm sao dung hợp. Đã dung hợp không được, Giang Dật dứt khoát không tu luyện, thứ này cưỡng cầu là không có cách nào, chỉ có thể cần nhờ cơ duyên và thời cơ, hy vọng một đoạn thời khắc đột nhiên đốn ngộ dung hợp. Dạng này thôi diễn xác minh xuống dưới, coi như 10 năm 8 năm cũng chưa chắc có thể dung hợp, lãng phí thời gian. Bên ngoài Phượng Loan cùng Thanh Ngư ngay tại nhàm chán, một người thêu hoa, một người vẽ tranh tự mưu tự nhạc, Giang Dật ra, hai người còn không có mảy may phát giác. Thêu hoa, Giang Dật không hứng thú, ngược lại Phượng Loan tại kia vẽ tranh để Giang Dật có chút một tia hiếu kỳ, Phượng Loan hết sức chăm chú sách theo ngọn bút ngay tại vẽ một bức tranh sơn thủy, nàng họa kỹ rất là cao siêu, tranh đến giống như đúc, sinh động như thật. Lôi Sơn, Giang Dật nhẹ giọng đi qua, nhìn thoáng qua Phượng Loan tranh bên trong phong cảnh, nội tâm đột nhiên động một cái, trong đầu rất nhiều hình tượng hiện lên, không hiểu có một tia rung động. Đúng rồi, ta cũng có thể vẽ tranh, đem Lôi Sơn vẽ ra đến, đang nghĩ biện pháp mô phỏng suốt đạo vật, nói không chừng có thể tìm tới dung hợp thời cơ. Giang Dật linh hồn chấn động, hắn đại thủ bắt lấy Phượng Loan trong tay bút lông, mặt khác lấy một tấm giấy trắng, chậm rãi câu họa, vẽ lấy hắn còn quỷ dị nhắm mắt lại, tựa hồ tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Phượng Loan giật mình tỉnh lại, bên kia cúi đầu thêu hoa Thanh Ngư cũng ngạc nhiên đứng lên, đang chuẩn bị kêu một tiếng, lại bị Phượng Loan truyền âm ngăn lại, "Xuyệt, công tử tựa hồ có điều ngộ ra, chúng ta đừng quấy rầy hắn." "A nha." Thanh Ngư gà con mổ thóc gật đầu, hiếu kỳ hướng Giang Dật tranh chỗ tranh nhìn lại, xem xét phía dưới lại thất vọng. Giang Dật cái này gọi là tranh a, thuần túy là vẽ xấu, tranh quá xấu, Thanh Ngư đều nhìn không được. Phượng Loan là vẽ tranh người trong nghề, nàng từ nhỏ đã thích vẽ tranh, trước kia tại đế cung bên trong nhàm chán thời điểm cũng thường xuyên vẽ tranh, đa số tranh hơn là tranh sơn thủy, đương nhiên cũng có nhân vật tranh chân dung, nàng cho Giang Dật vẽ lên rất nhiều bức, bất quá Giang Dật cũng không biết rõ mà thôi. Để Thanh Ngư rất là kinh nghi chính là, Giang Dật ở nơi đó vẽ xấu vẽ tranh, Phượng Loan không chỉ có không có cười trộm, ngược lại thấy say sưa ngon lành, thậm chí đằng sau càng xem càng mê mẩn, hoàn toàn yên lặng đi vào, một đôi tròng mắt bên trong đều là mông lung chi sắc, thấy quên hết tất cả. Tranh này có cái gì chỗ đặc thù? Thanh Ngư mở to hai mắt xem xét tỉ mỉ, nhưng ngoại trừ lờ mờ có thể nhìn ra Giang Dật đang vẽ lôi sơn lôi lĩnh bên ngoài, nàng cái gì cũng nhìn không ra, mà lại kia 10 tòa lôi sơn cũng quá xấu a, đơn giản liền là 10 cái cong vẹo cây cột đá. Giang Dật tranh rất nghiêm túc, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cùng mở to mắt không có khác nhau, hắn quên đi hết thảy, hết sức chăm chú đem trong đầu lôi sơn hình tượng vẽ ra, đáng tiếc hắn họa kỹ thực sự quá kém, một chút nhìn lên cùng chữ như gà bới căn bản không có khác nhau. Bút ngừng, mực làm, Giang Dật buông xuống bút lông, mở to mắt, hắn nhìn mấy lần lắc đầu thở dài, vẫn chưa được, bất quá cái này vẽ tranh vẫn là có lợi cho ta hồi ức đạo vận, về sau xem ra phải thật tốt luyện một chút vẽ tranh a, đây cũng quá xấu đi. Hô hô hô, bên cạnh Phượng Loan cũng thanh tỉnh lại, bất quá nàng hô hấp có chút gấp rút, một đôi đầy đặn trên dưới chập trùng, một đôi mắt phượng bày ra đến dọa người, nàng nuốt mấy cái nước bọt, nhìn qua trước mắt này tấm chữ như gà bới đồ, nghẹn ngào thì thào, ta rốt cuộc may mắn nhìn thấy một bức trong truyền thuyết thiên vẽ lên, công tử. Ngươi thật là thiên tài. Chương 748, thiên tranh. Cái gì là thiên tranh? Thanh Ngư kinh dị nháy mắt vấn đạo, Giang Dật cũng kinh ngạc xoay đầu lại, hắn quỷ này vẽ bùa tranh cũng có thể để Phượng Loan như thế tán thưởng hắn, nếu là thiên tài, Phượng Loan tranh đến tốt như vậy, không phải thiên tài trong thiên tài. Phượng Loan nuốt nước miếng một cái, trầm giọng nói ra, các ngươi không hiểu tranh sở dĩ không hiểu rõ, hiểu vẽ người đều biết rõ, tranh chia làm ngũ đẳng, kém nhất chính là họa sĩ, tiếp theo là họa sĩ, đệ tam là tranh tông, đệ tứ là tranh vương, tối cao cấp bậc gọi họa đế. Đồng dạng âm luật giới cũng có dạng này cách gọi, rất nhiều người âm luật có rất cao tạo nghệ, nếu có thể đạt tới tối cao cấp bậc, cũng có thể mang theo âm đế danh hào. Thanh Ngư vẫn là không hiểu, mơ hồ hỏi, đó cùng công tử có quan hệ gì? Ta cảm giác công tử tranh đến a. Ha ha, Giang Dật chính mình cũng nhịn không được cười lên, hắn cái này gọi là, quả thực là khó coi a. Phượng Loan khoát tay áo nói, các ngươi nghe ta giải thích, tranh giới có nghiêm khắc đẳng cấp, bình thường có thể làm ra một bộ miễn cưỡng đập vào mắt tranh, liền có thể gọi là họa sĩ. Họa sĩ trình độ cái kia còn coi là không tệ, nếu là đạt tới tranh tông cấp bậc, một bức họa liền có thể tùy ý bán đi mấy vạn thiên thạch. Theo coi như, trình độ của ta miễn cưỡng đạt tới tranh tông phía trên cái kia chính là tranh vương, cái này cũng cấp bậc họa sĩ bút như tự nhiên, bọn hắn tranh nhìn sang tựu cùng thật, thậm chí như tranh một người, người không nhìn kỹ, đều tưởng rằng chân nhân. Đúng a, đúng a, tỷ tỷ tranh chỗ công tử chân dung đồ tựu giống như đúc, lần kia ta còn tưởng rằng là chân nhân đâu. Thanh Ngư nhẹ gật đầu, hiếu kỳ hỏi, kia cái gì gọi họa đế đâu? Ta đây còn kém xa. Phượng Loan cười khổ lắc đầu, lập tức nghiêm mặt giải thích nói, trong truyền thuyết Đông Hoàng Đại Lục tự có họa đế, mà lại Phật đế hẳn là một tên họa đế, hắn chỗ lấy dụng cụ vẽ tranh có thiện ý, có thể khiến người ta nhìn một chút mà ngộ đạo. Trong truyền thuyết nhà các nàng một chỗ bí cảnh bên trong có 108 bức họa, bên trong có 180 loại thiện ý, gia tộc bọn họ con em có thể xem tranh mà ngộ thiền. Nói một cách khác, theo tranh bên trong cảm ngộ đạo vận, loại này vẽ ở thư họa giới chúng ta gọi là thiên tranh, ý tứ dung hợp thiên địa chí lý tranh. Thanh Ngư đột nhiên hướng Giang Dật vẽ tranh nhìn lại, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ kinh dị, không dám tin nói ra, tỷ tỷ, người ý tứ công tử chỗ lấy tranh là thiên tranh, cùng Phật đế vẽ tranh đồng dạng, đây không phải là vô giới chi bảo sao? Ách, Giang Dật cũng bị kinh hãi, nếu không phải gặp Phượng Loan bình thường thích vẽ tranh, mà lại nói đến nếu có việc, hắn khẳng định hội khịt mũi coi thường. Phượng Loan lắc đầu cười khổ nói, công tử tranh này kỹ liền họa sĩ cũng không tính là, nhưng hắn tranh bên trong có được đạo vận, ta có thể rõ ràng cảm ứng được, nếu không phải luyện ta hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ, rất khó cảm ngộ đạo văn, vừa rồi liền có thể theo công tử tranh bên trong đốn ngộ ra một loại đạo văn. Công tử, người bức họa này xuất ra đi bán ít nhất là 100 vạn thiên thạch lên. Cái gì? Giang Dật hổ khu chấn động, hắn tùy bút vẽ linh tinh đồ vật có thể đáng 100 vạn thiên thạch, vậy hắn còn đi săn giết cái gì sơn phỉ quân đoàn, mỗi ngày ở nhà vẽ tranh được rồi. Không tin tưởng, Phượng Loan cười nhạt một tiếng nói, người có thể để Vạn Quán mang theo bức họa này đi vào trong thành lớn nhất tranh các, tìm đẳng cấp cao họa sĩ giám định một phen, như bán không ra 100 vạn thiên thạch, công tử lần trước nói yêu cầu, Phượng Nhi tự ứng ngươi. Yêu cầu gì? Giang Dật mơ hồ nháy mắt, nhìn thấy Phượng Loan đỏ bừng cả khuôn mặt, trên da muốn nhỏ ra huyết, hắn lập tức đôi mắt sáng lên, nội tâm rung động, lần trước hắn đến lúc khởi ý muốn chơi một cái chiêu thức mới, Phượng Loan luôn luôn không chịu, không nghĩ tới lần này chủ động đưa tới cửa, xem ra hắn bức họa này đối Phượng Loan tâm linh lực trùng kích rất lớn a. Ha ha ha, Giang Dật cười ha hả, thần thức quét vào Tiền Vạn Quán gian phòng, quát khẽ, Vạn Quán, ra thoáng cái. Gọi Tiền Vạn Quán ra, hắn đương nhiên không chỉ là vì đùa chiêu thức mới, mà là Phượng Loan nói đến trịnh trọng việc, hắn phải đi thử một chút, nếu thật có thể bán đi 100 vạn thiên thạch, đây chính là một đầu con đường phát tài, hắn có thể vẽ tranh kiếm rất nhiều thiên thạch, về sau liền có thể đi Thần Tứ Thành định cư. Lão đại, chuyện gì? Tiền Vạn Quán hấp tấp chạy ra, Giang Dật chỉ vào hắn vừa rồi tranh chỗ tranh nói ra, ngươi đi vào trong thành tốt nhất tranh các, đem bức họa này bán, ra giá 100 vạn thiên thạch. Bao nhiêu? Tiền Vạn Quán nụ cười ngưng tụ, hồ nghi nhìn mấy lần Giang Dật tranh, lại hướng bên cạnh Phượng Loan tranh nhìn qua, hỏi, lão đại, ngươi đang đùa ta đùa a? Phượng Loan trừng mắt, âm thanh lạnh lùng nói, gọi ngươi đi bán, ngươi liền đi bán, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đi tự nhiên có người biết hàng. Nhớ kỹ, người khác nếu là hỏi ngươi ai vẽ, ngươi chỉ nói Đông Hoàng Đại Lục ngẫu nhiên đạt được, còn có chú ý ẩn tàng hành tung, đừng bị người theo dõi. Phượng Loan đem Giang Dật tranh thu lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Giang Dật nói ra, công tử, thử cái tên đi, tùy ý viết một cái là được. A nha, Giang Dật nghĩ, nâng bút tại nơi hẻo lánh bên trên viết 3 chữ to y phiêu phiêu. Các loại chờ Giang Dật viết xong về sau, Phượng Loan trong tay hào quang màu vàng đất lấp lánh, đang vẽ trên mặt nhẹ nhàng quét qua, kia tuyết trắng giấy tuyên lập tức trở nên biến ảo, thoạt nhìn như là một bộ cổ họa. Tốt, đi thôi. Phượng Loan đem giấy trắng cẩn thận cuốn lại đưa cho Tiền Vạn Quán, cái sau mặc dù không nghĩ ra, nhưng Giang Dật cùng Phượng Loan đều trịnh trọng như vậy việc, hắn chỉ có thể đi một chuyến. Hắn một tay nguyên lực quán chú Huyễn Nguyệt Thạch, để ngoại hình cải biến, Giang Dật khống chế đế cung cấm chế đem hắn truyền tống ra ngoài. Các loại chợt Tiền Vạn Quán sau khi rời khỏi đây, Giang Dật đặt mông ngồi tại sư trong ghế, đưa tay đem Phượng Loan nắm ở trong ngực, tiến đến bên tai nàng nói ra, Phượng Nhi, cái kia chiêu thức mới không bằng, đợi lát nữa chúng ta đi thử xem. Công tử, Phượng Loan mị nhãn như tơ, giận cười một tiếng, thân thể mềm mại lại là càng thêm lửa nóng, Thanh Ngư cũng như một cái tiểu miêu xông tới, tại Giang Dật vành tai bên trên cắn nhẹ nói, công tử, người thế nhưng là thật lâu không có sủng hạnh chúng ta. Hắc hắc, Giang Dật cười một tiếng, quay đầu mổ Thanh Ngư một cái, đưa tay tiến vào nàng áo bảo bên trong sờ soạng một cái, cười nói, tiểu Thanh Ngư, người phía dưới đều ướt a. Thanh Ngư không thuận theo vặn vẹo thoáng cái thân thể mềm mại, thở thô sẵn giọng, công tử, người cũng không phải không biết. Không có Thủy Ngư Nhi sống thế nào. Ha ha ha, người cái này con. Giang Dật cười một tiếng dài, thần thức quét qua Giang Tiểu Nô gian phòng, gặp nàng còn đang bế quan, Tiền Vạn Quán chắc hẳn cũng không có như vậy trở về, thình lình đứng dậy một tay ôm lấy một cái hướng trong tẩm cung nhanh chân đi. Tiến vào tẩm cung, Thanh Ngư trơn trượt bò lên xuống tới, theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra thanh thủy đem một cái hồ tắm lớn đổ đầy, sau đó nguyên lực vận chuyển, thanh thủy thoáng cái trở nên nóng hôi hổi, nàng lại lấy ra một chút hương phấn hoa khô cánh vung vào trong nước, lúc này mới hướng Giang Dật nói một cái, vạn phúc, lão gia, nô tỳ phục thị ngươi tắm rửa. Phượng Loan cũng cười hì hì, hai người thoáng cái đem Giang Dật lột sạch đưa vào trong bồn tắm, lúc này mới nhẹ giải áo tơ, rút đi váy dài, mỗi người chỉ còn lại một cái yếm, hai người chân ngọc một điểm, đồng thời bay vào trong bồn tắm. Giang Dật nhìn qua trong ao như hai đầu mỹ nhân ngư bơi lại hai người, khóe miệng lộ ra một tia tà mị chi sắc, hắc hắc cười không ngừng nói, hai vị mỹ nhân, tối nay chúng ta tới thử một chút chiêu thức mới hậu đình hoa khai như thế nào. Phượng Loan cùng Thanh Ngư thân thể mềm mại run lên, Thanh Ngư tùy tiện gật đầu, một bộ Giang Dật muốn thế nào giống như gì dáng vẻ. Phượng Loan thì xấu hổ không dám nhìn Giang Dật, trong hồ nóng hôi hổi, để nàng toàn thân trở nên càng thêm đỏ tươi, cũng làm cho trong tẩm cung xuân sắc càng đậm mấy phần. Chương 749, giá trên trời. Lớn nhất tranh các phong nguyệt trong thương hội, mặt tranh các liền là lớn nhất, bên trong các loại tác phẩm nghệ thuật đều có. Tiền Vạn Quán tại Đông Thành khu hỏi thăm một cái lão giả, lần này hắn hỏi người thứ 5, phía trước 2 người không hiểu, còn lại 3 người đều nói tranh này các là lớn nhất, hiển nhiên là không sai. Hắn lên tiếng hỏi Sở Phong Nguyệt Thương Hội vị trí cụ thể về sau, trái đi rẽ phải đã tới trong thành quảng trường, cũng tìm được Phong Nguyệt Thương Hội chỗ. Kia là một tòa cự đại tòa thành, nghe nói cái này Phong Nguyệt Thương Hội là Tử Long Quần Đảo bên trong lớn nhất thương hội một trong, tại mỗi cái thành trì đều có phần điện, bên trong các loại bảo vật hiếm lạ đồ vật cái gì cần có đều có. Đại nhân, người tốt, xin hỏi cần mua gì sao? Thương hội cửa ra vào có mấy tên xinh đẹp thị nữ, Tiền Vạn Quán bộ dáng mặc dù không dễ nhìn, nhưng áo bào đều là nhất lộng lẫy, bản thân cũng coi là gặp qua thành phố lớn mặt, khí độ bất phàm, thị nữ rất biết thức người, nhanh chóng đón vào. Tiền Vạn Quán nhíu bức hống hống hờ hững liếc nhìn thị nữ một chút hỏi, tranh các ở đâu? Đại nhân, mời tới bên này. Thị nữ mang theo Tiền Vạn Quán đi tới một cái lệch sảnh, bên trong có rất nhiều khách nhân, niên kỷ đều tương đối lớn, thực lực cảnh giới không giống nhau, cũng có trung giai thiên quân. Hẳn là loại kia đời này không có gì hy vọng đột phá, dài rằng giặc sinh mệnh lại không chỗ nào mọi chuyện, ngược lại thích nghiên cứu tranh chữ, học đòi văn vẻ người. Trong đại sảnh mang theo rất nhiều tranh, có nhân vật chân dung, có yêu thú chân dung, cũng có sơn thủy tranh phong cảnh. Tiền Vạn Quán đi vào liền thấy một bức to lớn bức tranh, phía trên tranh hơn là một cái dữ tợn kinh khủng yêu thú, trong khoảnh khắc đó hắn còn tưởng rằng là thật, dọa đến thịt mỡ run lên, cái này yêu thú thấy linh hồn hắn đều một trận băng lãnh, cảm giác tựa như một cái tránh thoát muốn ra hồng hoang mãnh thú. 500 vạn thiên thạch, Tiền Vạn Quán nhìn thoáng qua bên cạnh yết giá khóe miệng giật một cái, một bức họa mà thôi lại bán đắt như vậy, thứ này không có nửa điểm tác dụng, thuần túy là dùng để thưởng thức mà thôi. Vị khách nhân này, ngươi là muốn mua tranh sao vẫn là bán tranh? Một vị người mặc áo lam trung niên quản sự đi tới hỏi thăm, hắn liếc nhìn Tiền Vạn Quán mang theo bức tranh, trong mắt lóe lên một tia mịt mờ xem thường, tranh này thế mà cứ như vậy vòng quanh, không có bồi cũng có thể gọi tranh. Tiền Vạn Quán tùy tiện cười nói, ta không hiểu tranh, cũng không muốn mua, ngẫu nhiên đạt được một bức cổ họa, đến đổi điểm thiên thạch chơi đùa. Tiền Vạn Quán lời nói hấp dẫn mấy tên ngay tại thưởng thức bức tranh lão giả chú ý, nhìn thấy trong tay hắn có chút biến ảo bức tranh lên một chút hứng thú, thật chẳng lẽ chính là một bộ cổ họa. À, các hạ cho ta xem một chút đi, nếu thật là tốt tranh, bỉ các nhất định cho đại nhân giá vừa ý. Trung niên quản sự khá lịch sự nói, liền là này tấm. Tiền Vạn Quán đem trong tay bức tranh đưa tới, nhếch miệng cười nói, lão gia nhà ta nói, đây là Đông Hoàng Đại Lục cổ họa, ra giá 100 vạn thiên thạch. À, câu nói này hấp dẫn càng nhiều tranh trong các khách nhân chú ý, kia quản sự sắc mặt cũng trịnh trọng lên, cẩn thận tiếp nhận bức tranh ở bên cạnh một tấm trên bàn dài từ từ mở ra. Trong lầu các gần nửa khách nhân đều bị hấp dẫn tới, ánh mắt khóa chặt từ từ mở ra bức tranh. Suy, cái này cũng gọi tranh, người này đầu óc không có vấn đề, 100 vạn nghèo đến điên rồi a. Ai nha, con mắt của ta, tranh vẫn chưa hoàn toàn mở ra, rất nhiều khách nhân trong mắt đều là đùa cợt cùng khinh thường, có một cái lão giả khoa trương che kín con mắt, tựa hồ ô uế ánh mắt của hắn. Kia quản sự cũng trên mặt lộ ra âm ý, tựa hồ cho rằng Tiền Vạn Quán là đến tiêu khiển hắn. Cảm nhận được bốn phía khinh bỉ ánh mắt, Tiền Vạn Quán cũng có chút lúng túng lau mặt một cái, không bằng hắn tin tưởng Giang Dật cùng Phượng Loan sẽ không có việc gì đùa hắn, chỉ có thể gượng chống đến cùng. Bức tranh hoàn toàn mở ra, rất nhiều người lần nữa nhìn lướt qua, đều khinh bỉ thu hồi ánh mắt, kia quản sự cũng liếc mấy cái, hờ hững cùng Tiền Vạn Quán nói ra, các hạ, tranh này chúng ta không mua được, người vẫn là đi tìm nhà khác xem một chút đi. Tiền Vạn Quán sờ lên cái mũi, cắn răng nói ra, chủ quán, lão gia nhà ta nói, tranh này rất có nội hàm, người không tìm dám họa sĩ nhìn kỹ một chút. Trung niên quản sự cười nhạo một tiếng nói, bản nhân liền là cấp 3 dám họa sĩ, các hạ vẫn là đi nhà khác hỏi một chút đi. Nha, Tiền Vạn Quán thất vọng lên tiếng, sờ lên đầu ám đạo không có đạo lý a, chẳng lẽ Giang Dật cùng Phượng Loan thật không có việc gì tiêu khiển hắn. Chờ chút, ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi bức tranh lúc, một tên tinh thần quắc thước lão giả tóc trắng đi tới, người này vẫn là một tên trung giai thiên quân. Hắn trong đôi mắt tinh mang lấp lánh, xem xét tỉ mỉ bức tranh, sau một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói, tiểu huynh đệ, người tranh này có thể bớt một chút hay không? À, rất nhiều khách nhân kinh ngạc nhìn qua, trung niên quản sự cũng nhướng mày, lần nữa đưa ánh mắt về phía bức tranh, tinh tế quan sát. Lão giả này là nơi này khách hàng cũ, ánh mắt một mực rất độc ác, hắn lại để cho mua tranh này, vậy cái này tranh khẳng định có chỗ đặc thù. Tiền Vạn Quán lắc đầu, kiên định nói ra, lão gia nhà ta nói, thiếu một cái thiên thạch đều không bán. Tốt ha, lão giả tóc trắng trong tay giới chỉ quang mang lóe lên, lấy ra một cái giới chỉ nói, trong này có 100 vạn thiên thạch, người kiểm lại một chút. Vân vân, lúc này, cái kia trung niên quản sự đột nhiên quát khẽ, trong mắt bày ra đến dọa người, hô hấp đều có chút dồn dập, lớn tiếng nói ra, lời này chúng ta Phong Nguyệt lâu mua, chúng ta ra 150 vạn thiên thạch. Hoa, tranh trong các vỡ tổ, toàn bộ khách nhân đều khiếp sợ hướng bức tranh nhìn lại. nhưng này trung niên quản sự trước tiên đem bức tranh lên, hắn hướng lão giả tóc trắng chắp tay nói, Long lão, thật có lỗi, tiểu huynh đệ này là tìm chúng ta tranh các bỏ ra bán, sở dĩ tranh này chúng ta Phong Nguyệt lâu mua, về sau Long lão ở chỗ này mua tranh hết thảy 90% giảm giá. Hừ hừ, lão giả tóc trắng không làm, cười nhạo nói, các ngươi Phong Nguyệt các hảo hảo bá đạo, các ngươi vừa rồi rõ ràng không mua, ta lúc này mới ra giá, các ngươi thế mà trái lại cố tình nâng giá, vậy ta ra 200 vạn thiên thạch đi, tiểu huynh đệ, ngươi nói thế nào? Tiền Vạn Quán toàn thân thịt ba chỉ run lên, Giang Dật thật không có lừa hắn, này tấm chữ như gà bới tranh thật sự chính là bảo vật 200 vạn thiên thạch, so ra mà nói đây chính là giá trên trời, có thể tại cái này từ Ngọc Thành nội mua 2 tòa biệt viện. Hắn rất nhanh chấn định lại, đưa tay từ trung niên quản sự trong tay cầm qua bức tranh, đưa cho lão giả nói, vị này lão trượng biết hàng, ta tự nhiên là bán cho ngươi, vậy cứ thế quyết định, 200 vạn thiên thạch. Tốt, lão giả nhanh chóng lại lấy ra một chiếc nhẫn, bên trong cũng có 100 vạn thiên thạch, hắn sợ người khác đoạt, Tiền Vạn Quán kiểm kê số lượng, vừa chắp tay xoay người rời đi. Tiểu ca, chờ chút, cái kia trung niên quản sự vội vàng đuổi tới, trên mặt đều là hối hận cùng áy náy, hắn vừa chắp tay cười làm lành nói, tiểu ca, lần này coi như ta có mắt không biết Thái Sơn, về sau có dạng này tranh cứ lấy tới nơi này, giá tiền thương lượng là được. Rồi nói sau, Tiền Vạn Quán rất đại ra liếc mắt nhìn xem xét quản sự một chút, nhanh chân rời đi. Hắn cũng không có lập tức trở về đi, mà là tại phụ cận trong cửa hàng đổi tới đổi lui, cuối cùng